chương 201, đánh úp sông Càng Khôn. Nam Thần Châu, Đại La Thánh Địa. Bể tan tành Đại La Tiên Kiếm, thân kiếm vẫn như cũ to lớn vô cùng, như mênh mông thần sơn để ngang giữa thiên địa, tự nhiên di tán huy hoàng vô lượng chi thế, kiếm thế ngàn vạn, tràn đầy tiên vận huyền ảo. Đối với Đại La Thánh Địa hơi có chút hiểu rõ thế lực đều hết sức rõ ràng, thanh kiếm tiên này mới là Đại La Thánh Địa bản thể chỗ, cái này phương cổ lão, thế lực cường đại, bởi vì thanh kiếm tiên này mà tồn tại cũng bởi vì thanh kiếm tiên này mà sừng sững nam thần châu không ngã thậm chí đại la thánh địa hơn phân nửa nội tình đều ẩn sâu tại trong thanh kiếm tiên này tại chân thần không thấy thời đại này hư thần chí cường giả cơ hồ là các phương đỉnh tiêm thế lực cấp chiến lược ý nghĩa tồn tại mà đại la thánh địa hiện có hai vị hư thần chí cường giả vốn là cũng đều ngủ say tọa trấn tại trong tiên kiếm của đại la nhưng bây giờ một vị trong đó hoặc có lẽ là tối cường vị kia đã vẫn lạc vẫn lạc tại chân thần bí cảnh bên ngoài hoang thiên thần giáo trong bố cục bị hoang thiên thần giáo vị kia hư thần tự tay đánh chết Tổng thất một vị hư thần đối với đại la thánh địa mà nói hắn đại giới không thể bảo là không chìm trọng huống chi chân thần bí cảnh một chuyện bên trong hắn đại la thánh địa còn vẫn lạc một vị tôn giả nhiều vị dung đạo mà dung đạo cảnh phía dưới những cái kia vốn là trụ cột vững vàng cường giả rơi xuống càng là vô số kể quan trọng nhất là hắn đại la thánh địa cái thời đại này thiên kiêu toàn bộ đều hủy diệt liền thánh tử tiêu thiên dịch cũng chết ở chân thần bí cảnh vị kia gian gia gian càng khôn trong tay. Đây cơ hồ là toàn phương vị trọng thương. Đại la thánh địa thực lực tổng hợp, trong vòng một đêm, lùi lại gần ba thành. Trước kia, hắn đại la thánh địa tuy bị hoang thiên thần giáo áp chế, nhưng cũng vững vàng nam thần châu thứ hai, không người nào có thể trung chuyển, nhưng bây giờ. Đã có không ít thế lực, đang mơ ước hắn đại la thánh địa, thậm chí liền ngay cả những thứ kia nhất lưu thế lực, thế mà cũng dám đưa mắt tới, muốn từng bước xâm chiếm hắn đại la thánh địa. Có thể nói, bây giờ đại la thánh địa tràn ngập nguy hiểm ngươi người thánh chủ này nếu như không muốn làm lão phu không ngại phế bỏ ngươi đại la tiên kiếm phía trước đại la thánh chủ bó tay huyền lập cúi đầu nhận lấy đại la trong tiên kiếm còn sót lại vị kia hư thần tiên tổ của mắng đại la thánh địa trong tay ngươi không có trả phục nam thần châu địa vị bá chủ thì cũng thôi đi bây giờ thế mà từ trên xuống dưới hao tổn gần nữa ngay cả lúc này thời đại thiên kiêu cũng toàn bộ đều vẫn lạc hầu như không còn thanh âm già nua mang theo phẫn nộ cùng mỏi mệt, ngươi để cho lão phu có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Tiên tổ thứ tội. Đại la thánh chủ trầm mặt thật lâu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra một câu nói kia. Tội lỗi của hắn, không cách nào che giấu. Vốn muốn liên hợp yêu tộc, tính toán hoang thiên thần giáo, ám sát đối phương thế hệ tuổi trẻ, nhưng chưa từng nghĩ. Tính toán không chỉ có bị đối phương nhìn thấu, còn ngược lại thêm lợi dụng, để cho hắn đại la thánh địa tổn thất nặng nề. Thậm chí, liền minh tổ đều vì vậy mà vẫn là lão phu vốn cũng không tán thành minh tổ lời nói cùng yêu tộc tiếp xúc không phải tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm ta đại la thánh địa cùng yêu tộc liên hợp sớm muộn sẽ bị hắn phản vệ nhưng chưa từng nghĩ một màn này tới nhanh như vậy đại la trong tiên kiếm truyền ra tiếng thở dài trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ lão phu khuyên ngươi sớm làm đoạn mất cùng yêu tộc liên hệ tiên tổ chúng ta bây giờ không có đường lui đại la thánh chủ lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đại la tiên kiếm đáy mắt lập lòe điên cuồng. bây giờ ta đại la thánh địa thực lực giảm mạnh, ngoại giới các phương thế lực nhìn chằm chằm. nếu lại không tá trợ tay yêu tộc, nghịch chuyển xu hướng suy tàn, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian a. ngươi chẳng lẽ nhất định phải đem ta đại la thánh địa đẩy vào biển lửa, vạn kiếp bất phục mới cam tâm đi? tiên tổ thấp giọng gầm thét. đại la thánh chủ trầm mặt một chút, hàng hàng tiếng nói, trầm giọng nói, tiên tổ đại thế lập tức liền muốn phủ xuống, linh khí khôi phục, đại đạo tái hiện tắc sẽ nhấc lên bao phủ toàn bộ huyền thiên loạn thế chinh phạt ta đại la thánh địa như dậm chân tại chỗ dừng bước không tiến bằng vào ta đại la thánh địa thực lực bây giờ đó chính là đang chờ chết a à. tiên tổ cũng trầm mặt sau một hồi lâu mới truyền đến ung dung mà thở dài âm thanh tùy ngươi vậy nếu có cần tùy thời tỉnh lại ta ta mặc dù thực lực không bằng minh tổ nhưng dầu gì cũng là hư thần còn có thể vì ta đại la thánh địa một trận chiến tiếng nói tiêu tan tiên tổ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say đại la thánh chủ chắp tay thi lễ, cung kính nói, đa tạ tiên tổ thành toàn. Chợt, phi thân quay về thánh điện. Vung tay lên, dẫn động một phương vạn vẹo, hỗn loạn lờ mờ màn sáng, cùng yêu tộc bắt được liên lạc. Nói thế nào? Lúc nào có thế tiếp dẫn chúng ta buông xuống? Màn sáng đầu bên kia, hiện lên một đạo mông lung, tà ác thân ảnh, phát ra âm lãnh tiếng cười gian. Có thể. Đại la thánh chủ bình tĩnh mà nhìn xem đối phương, trầm giọng nói, nhưng, ta có hai điều kiện. Nói gian ác thân ảnh cười ha ha nhưng ta không nhất định sẽ đáp ứng một ta cần một chút yêu hạch tái tạo mấy cái yêu nghiệp đại thế tranh phong đề thăng ta đại la thánh địa thực lực tổng hợp hắn đại la thánh địa thiên kiêu thiệt hại hầu như không còn nếu không thể kịp thời bổ sung cơ bản liền cáo biệt cái này đại thế đến lúc đó coi như cùng yêu tộc liên thủ kịp thời ác chế xu hướng suy tàn cũng rất khó bảo trì lâu dài yêu hạch chính là yêu tộc cường giả một thân nội tình ngưng tụ giống như tu sĩ đạo cơ bất quá chỉ có huyết mạch cường đại yêu tộc mới có thể ngưng kết nếu là huyết mạch đủ cường đại, thậm chí có thể tại trong yêu hạch lưu lại thần thông truyền thừa. Tu sĩ thôn vệ yêu hạch có thể tăng lên tu vi, kế thừa bộ phận nội tình, thậm chí có thể thu được trong đó thần thông truyền thừa. Nếu có nhiều khỏa yêu hạch bồi dưỡng thiên kiêu, không phải không có cơ hội tích tụ ra yêu nghiệp chi tư. Ngươi cần mấy khỏa? Giang ác thân ảnh nhún vai, khẽ cười nói. Trăm khỏa dung đạo yêu hạch, mười khỏa tôn giả yêu hạch, cùng với một cái chân thần yêu hạch. Đại la thánh chủ thản nhiên nói một cái chân thần yêu hạch đủ để bồi dưỡng một vị hư thần. mặc dù thực lực so với bình thường đột phá hư thần phải kém không ít, nhưng dù sao cũng là hư thần. đặt ở bây giờ huyền thiên giới vẫn như cũ có chế bá một phương thực lực tuyệt đối. minh tổ vẫn lạc các phương ngấp ngé, hắn đại la thánh địa chỉ có bồi dưỡng một vị hư thần mới có thể chấn nhiếp đạo chích ổn định trước mặt địa vị. ngươi thật là dám mở miệng a à. gian ác thân ảnh ngữ khí có chút biến hóa, có chút đứng đắn đạo những điều kiện khác ta đều có thể đáp ứng, nhưng chân thần yêu hạch tuyệt đối không được. Cho dù là tại bọn hắn yêu tộc, chân thần yêu hạch cũng là vô cùng trân quý chi vật. Quý trọng trình độ thậm chí càng tại chân thần khí phía trên. Chính là bởi vì yêu hạch có tăng cao tu vi công hiệu, bọn hắn mới có thể dựa vào lấy cái này, đời đời truyền thừa, kéo dài, có thể tại cái này cô quạng đời đời, giữ thực lực bản thân, không có trên phạm vi lớn suy bại. Trả giá cùng hồi báo là ngang nhau, yêu tộc tất nhiên muốn thông qua ta đại la thánh địa chi thủ buông xuống huyền thiên, lại có không muốn trả giá tương ứng đại giới. Đại La Thánh chủ không mặn không nhạt mà đáp lại, vậy ta cho rằng chúng ta cũng không có nói tiếp cần thiết. Ta có thể lý giải thành. Ngươi đang uy hiếp vợ ta sao? Giang Ác thân ảnh ngữ khí lạnh xuống. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Đại La Thánh chủ nhún vai, ta chỉ có hai điều kiện, hoặc là ngươi đáp ứng, chúng ta tiếp tục hợp tác, hoặc là ngươi thay Cao Minh. Bất quá, các ngươi yêu tộc khai cuộc đầu này không gian thông đạo điểm đến, hẳn là tại ta Đại La Thánh địa cảnh nội a vậy các ngươi có thể cần lại tìm một đầu không gian thông đạo một lần nữa đào móc ngươi gian ác thân ảnh tức giận mí mắt trượt nhảy hít sâu một hơi đè xuống trong lòng khó chịu sau mới lạnh giọng mở miệng điều kiện thứ hai vì đầu này không gian thông đạo bọn hắn chuẩn bị rất lâu bỏ ra rất nhiều bây giờ căn bản không có khả năng từ bỏ trả giá một cái chân thần yêu hạch tất nhiên thịt đau vô cùng nhưng lông cừu mọc trên thân cừu đợi bọn hắn buông xuống huyền thiên tự sẽ dùng những này nhân tộc bồi thường lại đại la thánh chủ lộ ra trong dự liệu nụ cười hắn biết rõ đối phương không có khả năng cự tuyệt sau đó âm thanh chuyển sang lạnh lẽo thần sắc cũng âm trầm xuống điều kiện thứ hai điều động một nhóm yêu tộc cường giả đi trước buông xuống đánh út. Giang càng khôn trên người hắn tắt hạ học cung cùng người bia chúng ta chia 5 năm sổ sách chương 202, trăm yêu tộc vượt giới muốn trảm càng khôn hắn đại la thánh địa tại trong chân thần bí cảnh một nhóm tổn thất nặng nề cố nhiên là bởi vì hoang thiên thần giáo sắp đặt nhưng cùng cái kia đáng chết gian càng khôn cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Thậm chí, so với hoang thiên thần giáo, hắn kỳ thực đau hơn ác gian càng khôn, mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Dù sao, hắn đại la thánh địa cùng hoang thiên thần giáo chinh phạt nhiều lần, riêng có thù hận, lẫn nhau tính toán cũng là trạng thái bình thường, nằm trong tính toán bại bởi đối phương, cũng chỉ có thể oán chính mình tài nghệ không bằng người, nhưng cái kia gian càng khôn. Vô luận là hắn chỗ gian gia, vẫn là sau lưng âm dương thánh địa, lúc trước cũng không có oan không thù, nhưng như cũ đối với hắn đại la thánh địa yêu nghiệt, hạ độc thủ như vậy. Quả thật nên chết. Hơn nữa tắc hạ học cung cùng nhân tộc thánh vật người bia, ngay tại trên người đối phương, nếu có thể đem trấn sát, đồng thời cướp đoạt chí bảo, cũng coi như là vãn hồi một điểm thiệt hại. Lúc trước hắn đại la thánh địa cường giả tự mình đi tới âm dương thánh địa, yêu cầu gian càng khôn, lại bị đối phương cường thế khu trục, cũng ném đi không lớn không nhỏ mặt mũi, bây giờ cái kia gian càng khôn cuối cùng có một chút tin tức, căn cứ vào đáng tin tình báo, Giang Càng Khôn đã xuất phát đi tới bên trong thần châu, chuẩn bị tiến vào ma quật, trong này ở giữa một đoạn lộ trình bên trong, đúng là bọn họ ra tay ám sát cơ hội tốt. Đối với cái này, Giang Ác Thân Ảnh hơi kinh ngạc, các ngươi đại la thánh địa tại chân thần bí cảnh, đến tục cùng tổn thất bao nhiêu. Bây giờ đối phó một cái địa huyền yêu nghiệt, lại còn muốn chúng ta ra tay. Đại la thánh chủ sắc mặt có chút khó coi. Hoàng thiên thần giáo có thể đã phát hiện ta đại la thánh địa cùng các ngươi có liên hệ, đã đem chúng ta nhìn kỹ, không cách nào ra tay gian ác thân ảnh bình tĩnh suy tư một hai gật đầu một cái đi ta tới an bài lúc trước hắn yêu tộc thiên kiêu truyền tống đến chân thần bí cảnh vốn là muốn đại khai sát giới thật không nghĩ đến ngay cả một cái bọc nước đều không lật lên liền chết sạch sẽ cái này tại hắn yêu tộc nội bộ cũng nhấc lên không nhỏ gợn sóng hắn yêu tộc thiên kiêu yêu nghiệt nhóm bây giờ cũng đều kêu gào chờ buông xuống huyền thiên sau muốn trấn sát gian càng khôn rửa sạch nhục nhã gian càng khôn một đường có hai vị tôn giả hộ đạo hai trăm vị thiên kiêu địa huyền cảnh thiên kiêu chắc có 20 vị tả hữu, ngươi chú ý nhân thủ an bài. Đại la thánh chủ nghĩ nghĩ sau, mặt khác. Có thể phân ra cái một phần mười nhân thủ, đem giang huyền nhất lộ cũng tiện thể diệt sát. Đem giang gia xuất thế thiên kiêu toàn bộ diệt sát, cũng có thể cho giang gia một cái ảo giác, để cho bọn hắn tưởng rằng cừu gia làm, dùng cái này che giấu, tránh ta đại la thánh địa bị liên lụy vào vào. a, à, ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Giang ác thân ảnh cười khẽ một tiếng, ta bây giờ liền triệu tập nhân thủ, ngươi làm tốt tiếp dẫn chuẩn bị. Hoang thiên thần giáo. Khởi bẩm thần nữ, đại la thánh địa hết thảy bình thường, cũng không có dị động, càng không có điều động thiên kiêu đi tới bên trong thần châu dấu hiệu. Một đạo hắc ảnh không người bẩm báo nói. Như thế tốt lắm. Lạc tinh lan khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục nhìn chăm chú, một khi đại la thánh địa có biến, không cần bẩm báo, trực tiếp đưa tin di bà, đều phá hủy, bóp chết. Là. Giao phó các ngươi chuyện, xử lý thế nào? Lạc tinh lan lại hỏi hội bẩm thần nữ, sáng trực thánh địa đã hủy diệt, nhiều nhất 10 ngày liền có thể dọn dẹp sạch sẽ, tặng cho Khương gia. Làm không tệ. Lạc Tinh Lan mỉm cười, Khương gia xem như ngày xưa thủ hộ một mạch, huyết mạch thiên phú cường đại, luận tiềm lực tuyệt không yếu hơn những cái kia cổ lão thế gia, lại có Khương vô địch chờ trí cường giả tiên tổ che chở, cuộc khởi chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ tặng cho nhất phương thánh địa, cũng coi như là sớm đầu tư. Huống chi, sáng trực thánh địa vốn là nàng hoang thiên thần giáo đối ngoại khuếch trương, chiếm đoạt mục tiêu một trong, đem hắn tặng cho khương gia không chỉ không có tổn thất gì ngược lại còn có thể nhất cử lưỡng tiện chân thần bí cảnh sắp đặt lừa giết đại la thánh địa cổ minh thánh địa cùng cực đạo tông nhiều vị thiên kiêu yêu nghiệt cùng cường giả sau đó cái này tam phương đỉnh tiêm đạo thống thực lực không thể nghi ngờ trên phạm vi lớn suy yếu này lên kia xuống nàng hoang thiên thần giáo bây giờ tại nam thần châu địa vị bá chủ như mặt trời ban trưa không thể lay động không thiếu mượn gió bẻ măng nhất lưu thế lực càng là đưa tới nhập đội nói rõ chỉ cần hoang thiên thần giáo nguyện ý xúc động hư thần cường giả ủng hộ bọn hắn, bọn hắn lập tức hướng đại la thánh địa mấy người tam phương đỉnh tiêm thế lực khai chiến, đem bọn hắn vĩnh viễn đá ra nam thần châu. đối với cái này, trong giáo chư vị trưởng lão đều cực kỳ mừng rỡ, cho rằng rất có triển vọng. bất quá, lạc tinh lan cũng không đồng ý, chỉ là hướng những cái kia đầu hàng thế lực phóng ra một cái tín hiệu, đại la thánh địa như diệt, nàng sẽ ở ngay trong bọn họ chọn một đẩy lên đỉnh tiêm đạo thống vị trí. cho nên, bây giờ nam thần châu mặc dù sóng ngầm phun trào vô số thế lực đối với đại la thánh địa mấy người đỉnh tiêm đạo thống nhìn chằm chằm lại vẫn kềm chế tính tình không có trực tiếp ra tay mà là đang chờ đợi hoang thiên thần giáo tín hiệu nói chính xác là chờ lạc tinh lan gật đầu lạc tinh lan sắp đặt chân thần bí cảnh đạt được thành công lớn hoang thiên thần chủ rất là vui mừng sau đó trực tiếp tuyên bố bế quan xung kích hư thần chi cảnh thần giáo đại quyền càng là giao cho lạc tinh lan thần giáo trong ngoài tất cả lớn nhỏ sự nghi toàn quyền do lạc tinh lan làm chủ triệu tập trong giáo thiên kiêu yêu nghiệt, phàm địa huyền cảnh trở lên giả, ngày mai theo ta đi tới bên trong thần châu. Lạc Tinh Lan lại lần nữa phân phó nói. Nàng trí nhớ kiếp trước bên trong, liên quan tới cái này một tòa ma quật tin tức, vẫn chưa hoàn toàn giải phong, nhưng nhớ mang máng, tòa này ma quật ở trong chứa bí mật, không tầm thường, địa huyền thường thường chỉ là bảo mệnh, địa huyền phía dưới. Cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Cho nên, chuyến này nàng chỉ đem địa huyền cảnh thiên kiêu đi tới, tận lực giảm bớt thương vong không cần thiết. Là. Bóng đen cuối người hành lễ, sau đó thối lui. Lúc này, thân mang đỏ thẩm trường bào hoang 12 đi ra từ trong hư không, không người nói, thần nữ, có phải hay không là yêu cầu ta hộ đạo? Không cần. Lạc tinh lang màu u lam đôi mắt cục xuống, suy tư một hai sau, thản nhiên nói, đại la thánh địa cấu kết yêu tộc, tuyệt không có khả năng một mực như thế an ổn tiếp, ngươi tọa trấn thần giáo, thuận tiện tùy thời giúp đỡ di bà. Bên trong thần châu một nhóm, ta đợi chút nữa thỉnh lục minh thiên tôn theo ta đi một chuyến liền có thể. Là. Hoang 12 gật đầu đáp, sau đó thân ảnh biến mất. Lại là sau một hồi lâu, Lạc Tinh Lan cuối cùng đem chuyện trong giáo vụ, xử lý sạch sẽ, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, đứng ở thần đình, thưởng thức ngoài đình ba trượng trong ao nhỏ hoa sen nở rộ, màu u lam đôi mắt lập lòe không hiểu hào quang, suy nghĩ từ từ bay xa. Ma cuộc mở ra thời gian, sau kiếp trước trước thời hạn một tháng, cũng là tại bình thường phạm vi. Lạc Tinh Lan thấp giọng nghĩ non, nhưng địa hoàng bí cảnh. Tại sao lại sớm như vậy liền hiện ra suốt thế dị tượng? Ước chừng trước thời hạn ba năm có thừa kiếp trước vị kia một ngón tay đốt diệt địa hoàng bí cảnh danh chấn huyền thiên nhưng kiếp này địa hoàng bí cảnh sớm ba năm xuất thế vị kia bây giờ chỉ sợ mới đến đại càng tiên triều a không biết còn có hay không cơ hội tái hiện cái kia chấn kinh huyền thiên một ngón tay ý niệm đến nước này lạc tinh lan không khỏi lộ ra thổn thức nụ cười ai có thể nghĩ tới một vị từ nơi biên thùy đi ra nữ tử ngày xưa vẫn là một cái kinh mạch đứt đoạn phế nhân tương lai lại là vung tay áo ở giữa thiêu tẩn bác hoang để cho vạn tộc cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật thần hoàng nữ đế Chương 203, Phục sát đến. Bên trong thần châu, hoành tinh cổ thành. Giang càng không dẫn 200 vị giang gia thiên kiêu, từ khóa vực trong truyền tống trận đi ra, sau đó gọi ra tiên thuyền, ngựa không ngừng vó câu hướng bên trong thần châu Tây phương thượng cổ đồng ma thành chạy tới. Càng không thiếu tôn, không đợi nhất đẳng giang huyền thiếu tộc trưởng bọn hắn sao. Một vị áo bào xám thiên kiêu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Giang càng không lường đối phương một mắt, ánh mắt có chút lãnh đạm, thản nhiên nói, đại trưởng lão có lệnh, ta cùng Giang Huyền riêng phần mình lĩnh đội, không can thiệp chuyện của nhau, nếu như ngươi muốn đợi Giang Huyền, chính mình xuống chờ lấy chính là. Áo bào xám thiên kiêu hơi co lại đầu, không còn âm thanh. Tăng thêm tốc độ. Giang càng không lạnh nhạt ra lệnh. Hắn không muốn trên đường chậm trễ thời gian, tốt nhất lập tức đuổi tới đồng ma thành, tiếp đó mượn danh nghĩa ma quật bên trong ma vật phổ biến đều trên mặt đất huyền cảnh, thực lực cường đại, không thích hợp dẫn bọn hắn tiến vào, lý do, lại đem bọn hắn toàn bộ dẫn tới địa hoàng bí cảnh quá trình này không có cách nào tỉnh lược, dù sao. Còn có hai vị tôn giả cảnh thái thượng đi theo tả hữu, vì hắn hộ đạo, này bằng với là tại giám sát hắn, không thể làm loạn. Giang càng không bọn người sau khi rời đi không lâu, Giang huyền bảy người cũng từ khóa vực trong truyền tống trận đi ra. Không, chuẩn xác mà nói là tám người. Còn có chân long thú con. Cha, ngươi sao có thể bỏ xuống ta, một người ăn một mình đâu. Nữ hoa rất bất mãn, hai cái thịt đô đô cánh tay bóp lấy eo, hung dữ mà trừng Giang huyền, tức giận miệng đều vĩnh. Giang Huyền đau khổ mà nâng đỡ ngạch, hắn trước khi đi, cùng phu tử nói từ biệt thời điểm, cô gái nhỏ này rõ ràng còn tại nằm ngáy o o, nhưng chỉ chớp mắt, hắn vừa muốn thừa khóa vực truyền tống trận rời đi Giang gia, cô gái nhỏ này trong nháy mắt liền bay tới, ông thật chặt lấy hắn đùi, nói cái gì cũng không buông mở. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem nàng cũng mang theo tới. Đáng nhắc tới chính là, Giang Trường Thọ tự móc tiền túi, lấy ra một phương thượng cổ hồn khí, cung cấp phu tử tẩm bổ tàn hồn. Vì phu tử tốt hơn tẩm bổ bản thân tàn hồn, bổ tu thần hồn, cho tương lai sống thêm đời thứ hai một cái khả năng, Giang Huyền trước khi đi, liền đem tắc hạ học cung di chỉ nhét vào Giang gia. Dù sao, phu tử tàn hồn là bám vào trên tắc hạ học cung, tắc hạ học cung ở đâu, phu tử tàn hồn cũng chỉ có thể ở đâu. Như vậy, phu tử vừa có thể dẹp an tâm liệu càng, lại có thể chuyên tâm phụ đạo hắn thành viên tổ chức những cái kia thiên kiêu. Nhất cử lưỡng tiện. Ta không phải là nhìn ngươi còn đang ngủ đi, Giang Huyền giải thích nói. Ta mặc kệ. Nữ hoa thẳng lắc đầu mắt to không nháy mắt nhìn chầm chầm Giang Huyền, cha, ta đói, ta muốn ăn ăn ngon. Bằng không thì, ta liền hướng đại nương, nhị nương cáo trạng, cha ăn vụng. Giang Huyền sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu rồi nữ hoa trong lời nói ăn vụng là có ý gì, vội vàng bưng kính nữ hoa miệng, trừng mắt, tiểu hài tử, đừng nói lung tung. Khương thần bốn người đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, làm bộ đánh giá hoành tinh cổ thành. Nghe nói hoành tinh cổ thành là thượng cổ chi thành một trong, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải bình thường, thế mà tồn tại lớn lao cấm chế, không dung đấu nhau. Khương thần lắc đầu sợ hãi tháng phục. Đúng vậy a à. Đúng vậy a à. Mặt khác ba vị yêu nghiệt, thật kinh khủng mà phụ họa. Ngược lại là sông rõ ràng, giang hồng hai huynh muội lúc trước cũng chưa gặp qua nữ qua, cũng không biết ẩn tình, con mắt đều không nháy mắt mà nhìn chầm chầm vào nhìn, hoàn toàn ở vào ăn dưa tuyến đầu, trong lòng còn tại buồn bực cùng ngạc nhiên, thiếu tộc trưởng lại còn có một đứa con gái. Đại nương. Nhị nương thiếu tộc trưởng quả thật có một vị hôn thê, nhưng không phải vẫn chưa cưới xong sao. Như thế nào nghe hắn nữ nhi ý tứ này, đã có hai vị. Không đúng. Đều có hai vị thê tử, thiếu tộc trưởng lại còn muốn ăn vụng. Ba. Khương thần gặp này hai huynh muội còn tại đằng kia bát quái, một điểm không có ý thức được tình cảnh của mình, vội vàng một người một cái đại bức đấu, thấp giọng nói, nhìn cái gì vậy chứ? Thiếu tộc trưởng Việt Tư, cũng là các ngươi có thế bát quái. Làm cái gì vậy mơ hồ thân phận của mình địa vị đâu? Vì bên ngoài thuận tiện, bọn hắn mấy vị cũng xưng hô Giang Huyền vì thiếu tộc trưởng, mà không phải là thiếu vương. Dù sao, thiếu vương tôn xưng, thực sự quá chói mắt, trong thời gian ngắn có lẽ không có người sẽ để ý, nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi có lý giải vương tộc lịch sử người, nghe ra thứ gì. Thiếu vương không thích phiền phức, bọn hắn những thứ này tùy tùng, tự nhiên muốn hiểu chút chuyện. Xong rõ ràng, Giang Hồng sững sờ, lập tức phản ứng lại, vội vàng chuyển hướng ánh mắt, loạn xạ nhìn quanh xung quanh, trong miệng còn cố ý lớn tiếng nhắc tới ở đây coi như không tệ a à, núi hảo thủy hảo rất nhanh giang huyền xử lý tốt việc tư cùng nữ hoa đã đạt thành hiệp nghị trong động ma lợi tức chia 5 năm sổ sách đi thôi giang huyền phân phó nói là đi ra hoành tinh cổ thành sau khương thần trực tiếp gọi ra tiên thuyền đám người leo lên tiên thuyền dâng lên linh khí che chắn sau đó phá toái hư không hướng về thượng cổ đồng ma thành phương hướng mau chóng đuổi theo ước chừng sau nửa canh giờ gian càng không đoàn người tiên thuyền, trước tiên từ thập vạn đại sơn bầu trời xẹt qua. Quan sát phía dưới bị mê vụ bao phủ san sát dãy núi, khôi tiên sinh không có từ đâu tới địa tâm thần nhảy một cái, có loại bất an cảm giác, nói khẽ với gian càng không đạo, nhưng ngươi gian gia đệ tử tăng tốc tiên thuyền tốc độ, ở đây. Chỉ sợ có chút không tầm thường. Gian càng không liếc qua cẩn thận khôi tiên sinh, đôi mắt hiếp lại, đáy mắt lướt qua một vòng không kiên nhẫn, cái này khôi tiên sinh như thế nào thần thần thao thao. Hắn gian gia tiên thuyền, liền xem như trong này thần châu, cũng không có ai không biết. Ai dám làm càng? Coi là thật hắn trường sinh gian gia là bùng nặng hay sao? Huống chi, có hai vị thái thượng hộ đạo, nếu thật có không có mắt đạo chích, dám can đảm chặn giết, đó cũng là đang tìm cái chết. Bất quá, xuất phát từ an toàn cân nhắc, gian càng khôn vẫn là truyền âm hỏi thăm ẩn vào trong hư không hai vị thái thượng, phụ cận có phải hay không gặp nguy hiểm? Hai vị thái thượng cũng không phát giác khác thường. Gian càng khôn cái này yên tâm, lập tức hướng về phía khôi tiên sinh, cười nhạo nói, ngươi tốt xấu cũng là nửa bước tôn giả, như thế nào bây giờ lòng can đảm nhỏ như vậy? Côi tiên sinh trầm mặt. Trong lòng chỉ muốn chửi thề, còn mẹ nó không phải là bị ngươi làm hại. Nếu không phải là ngươi điểm này phá sự, ta bây giờ không chừng cũng có thể nếm thử đột phá tôn giả cảnh, lại nơi nào sẽ bởi vì phân hồn bị diệt mà thương tới thần hồn, còn bị tôn giả trọng thương. Nếu không phải thánh chủ lấy thần thông ban hắn cũng cố cảnh giới, hắn bây giờ chỉ sợ đều sớm rơi vào dung đạo trung kỳ. Liền xem như dạng này, hắn bây giờ đạo cơ, vẫn là băng liệt, một thân thực lực tối đa chỉ có thể phát huy bảy thành. Nhưng bọn hắn không biết là. Tại thập vạn đại sơn nội bộ, trong sương mù dày đặc, quả thật mà che giấu lấy đại nguy cơ. Âm lãnh yêu khí cuồn cuộn phô tán, hoàng hôn quang huy, như hoàng tuyền thủy, làm cho người không rét mà run. Từng vị hình thù kỳ quái yêu tộc, mọc lên như rừng gò núi bên trong, quanh thân tự nhiên kích động băng lãnh sát khí, phím hồng hung mắt, mang theo khát máu tia sáng. Mà làm bài bốn vị, thân thể cao lớn nữa ẩn ở trong hư không, di tán khí tức, rõ ràng là Tôn giả Trưởng lão, gian càng không đã xuất hiện, chúng ta còn chưa động thủ sao Một vị sinh ra một đôi tay hồ ly, khuôn mặt thanh niên tuấn tú đi ra, cung kính dò hỏi Không vội Bốn vị ở trong một vị lão ẩu, cười nhạt một tiếng, bọn hắn chạy không được bao xa, đợi thêm một hồi Chờ bên kia tín hiệu, chờ gian huyền cái kia một đường xuất hiện, cùng nhau động thủ cũng không muộn Đồng thời ra tay, đồng thời đánh giết, cam đoan sẽ không xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn Lúc này, một vị khác tôn giả, hoặc là trong lòng có chút không vui, không khỏi hừ lạnh một tiếng, xà cơ cô nương kia ngược lại biết chọn sống, lựa chọn ám sát Giang Huyền cái kia một đường đi. Một cái tôn giả độc chiếm Giang gia một đường thiên kiêu. Hai vị khác tôn giả ánh mắt lấp lóe, rõ ràng cũng có chút khó chịu. Giang Huyền cái kia một đường rõ ràng không nhận Giang gia xem trọng, người hộ đạo chắc chắn vô cùng yếu, giải quyết cũng đơn giản, một cái tôn giả đủ để hoành áp, có thể nói là không chi phí chút sức lực liền có thể đem cái kia một đường thiên kiêu ăn sạch sẽ, ăn no nê mà bọn hắn bên này thì sao? Bốn cái tôn giả đối phó hai cái tôn giả, mặc dù cũng không khó, nhưng khó tránh phải hao phí không thiếu công phu. Quan trọng nhất là, bọn hắn nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy thiên kiêu, yêu nghiệt, gian càng khôn một đường tổng cộng cũng liền gần 200 người, căn bản không đủ phân A. Chương 204, ngươi như thế nào yếu như vậy? T. Một đầu tiểu thanh xà, chui được trước mặt mọi người, thẳng thè lưỡi. Xà cơ bên kia phát tới tín hiệu, động thủ. Lão ẩu lạnh giọng hạ lệnh, một tên cũng không để lại. Ừm. Chúng yêu tộc thiên kiêu, yêu nghiệt, thần sắc chấn động, lớn tiếng đáp. Âm âm. Âm lãnh yêu khí như các bụi cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi thiên địa, từng đạo quỷ quyệt yêu văn vô căn cứ hiện lên, như rắn độc uống lượng, dày đặc thiên khung, tạo thành cấm bay đại trận, phong tỏa phương viên trăm dặm hư không, đem gian càng không chỗ tiên thuyền cắt xuống. Giết. Lão ẩu chờ bốn vị tôn giả, trước tiên đi ra, thân thể cao lớn như dãy núi hoành đụng, phá vỡ vạn pháp, hung hăng đánh tới tiên thuyền. Phanh. Có thể so với đạo khí tiên thuyền trong nháy mắt nổ tung, chia năm xẻ bảy, sát bắn ra các nơi. Tiên thuyền phía trên gian gia đệ tử, phần lớn khó nhận tôn giả kinh khủng vì thế, càng không cách nào tiếp nhận tiên thuyền dư âm nổ mạnh, máu tươi văng khắp nơi, từng đạo mà rơi xuống mặt đất. 200 vị thiên kiêu, trong nháy mắt tử thương hơn phân nữa. Ngay cả gian càng khôn cũng bị dư ba chấn nhiếp, dục thân băng liệt, cùng thổ máu tươi, tóc tai bù xù, có chút chật vật. Làm càng. Vô luận các ngươi tới từ phương nào thế lực, giám can đảm chặn giết ta gian gia đệ tử, đều phải đánh đổi mạng sống đánh đổi. Hai vị gian gia thái thượng giận tím mặt, trống giận phi thân mà ra, đồng thời gọi ra cực phẩm đạo khí, tế ra thần thông, diễn hóa từng đạo sát phạt hình bóng, đại đạo quy tắc tùy hành, thiên địa chấn động, sinh ra từng trận nổ ầm tiếng nổ. A, à, trường sinh gian gia. Lão ẩu bật cười một tiếng, trong nháy mắt hiện ra bản thể, thân thể tăng vọt, hóa thành một phương chừng cao 10 trượng rất viên, quanh thân sát khí ngưng động như thực chất, sức mạnh bàn bạc như hỏa diễm dân trào, trung chuyển thương khung rất khó tưởng tượng như thế một cái hơi có vẻ gầy yếu lão ẩu, bản thể lại là người mang thái của thần viên huyết mạch rất viên, một thân kinh thế hải tục cự lực, thậm chí có thể cùng bình thường long tộc phân cao thấp. Trống. Lão ẩu nổi giận gầm lên một tiếng, đóng một vị thái thượng, huy động nàng cặp kia trầm trọng cự trưởng, cự trưởng chụp ra, phát động cuồng phong, dẫn tới thiên địa chấn động, vạn pháp nát bấy. Thần thông của đối phương, tại này đôi cự trưởng phía dưới, giống như là cây khô yếu đuối, trong nháy mắt biến thành bột mịn, phá hủy thần thông cự trưởng theo quán tính, vỗ về phía Thái Thượng. Yêu tộc. Thái Thượng kinh hải thất thanh, không thể tin nhìn chầm chầm rất viên, trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Thượng cổ đại chiến, nhân tộc phí sức thiên tân vạn khổ, bỏ ra vô cùng nặng nề đại giới, mới đưa yêu tộc đều khu trục ra huyền thiên, càng phong tỏa tất cả không gian thông đạo, trước mắt những thứ này yêu tộc. Đến tộc cùng đến từ đâu? Thái Thượng kinh hải phía dưới, vội vàng dẫn động quy tắc chi lực tiến hành ngăn cản. Ầm ầm, khó có thể dùng lời diễn tả được cự lực như sóng dữ đánh tới. Thái thượng nhục thân, cùng đối phương so sánh, yếu đi đâu chỉ một chút điểm, lập tức kịch liệt chấn động, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Dù sao cũng là tôn giả, thế mà yếu như vậy. Lão ẩu trương khải mang theo sắc bén răng nanh miệng, phát ra vô tình chế dễu, đáng thương, thật đáng buồn gia tộc, là cao quý linh tộc, bây giờ đã luân lạc tới cái này ruộng đất sao. Thái thượng ổn định thân hình, nhìn chầm chầm rất viên, thần sắc âm tình bất định, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây đến tục cùng là ai, lại dám phản bội nhân tộc, tiếp dẫn các ngươi buông xuống. Ha ha! Lão ẩu lạnh nhạt nở nụ cười, muốn trách thì trách các ngươi gian gia ra một cái gian càng khôn, để cho có ít người sợ hãi, không tiếp cùng chúng ta hợp tác, cũng muốn diệt sát các ngươi. Nghe nói, sớm tại thời điểm viễn cổ, các ngươi trường sinh gian gia liền bị huyền thiên các phương đạo thống kiên kỵ, phản bội, dẫn vạn tộc cường giả xâm lấn, vây quét. Sách, xem ra các ngươi gian gia cho tới bây giờ cũng sẽ không hấp thụ giáo huấn A. Chợt, lão ẩu dậm mà ra, lại lần nữa hướng thái thượng giết tới, sải bước, dẫn tới núi giao động động. Chuyển động theo còn có một vị khác yêu tộc tôn giả. Bản thể chính là sáu trượng lớn nhỏ linh thú, phe phẩy huyết sắc cánh thịt, mang theo làm cho người rợn cả tóc gáy huyết sắc, ở một bên quấy rối, áp chế, vì lão ẩu cung cấp bị thương nặng cơ hội. Thái thượng bản thân liền nan địch lão ẩu, lại có linh thú ở một bên quấy nhiễu, tình cảnh càng gian khổ, chỉ có thể dựa vào trong tay cực phẩm đạo khí, miễn cưỡng ngăn cản, nhưng xu hướng suy tàn rõ ràng, căn bản là không có cách ngang hàng quá lâu, bị thua nuốt hận đối thủ chi thủ, chỉ là vấn đề thời gian. Một vị khách thái thượng, lúc này tình trạng, cũng nói chung giống. Chính diện là phong lôi song đầu lan cứng đối cứng, một bên còn có so với người còn muốn lớn hơn một vòng huyết mũi, thỉnh thoảng quấy rối, dùng đúng phương cái kia cánh tay một dạng to giác hút, hấp thu máu tươi của hắn. Hai vị thái thượng tôn giả, tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Yêu tộc lần này nhằm vào bọn họ chẳng giết, hiển nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ, chỉ là tôn giả liền có trọn vẹn bốn vị nhiều, hai đánh một, toàn phương vị mà nghiền ép chớ nói chi là phong tỏa hư không đại trận, còn có. Ước chừng 50 vị địa huyền cảnh yêu tộc thiên kiêu, yêu nghiệt. Trong từng đạo sông núi, từ tiên thuyền rơi xuống gian gia các đệ tử, thậm chí còn không kịp ổn định cảm xúc, thấy rõ trước mắt thế cục, yêu tộc thiên kiêu yêu nghiệt nhóm, đã mang theo nụ cười tàn nhẫn, hướng bọn hắn đánh tới. Nói là sát lục cũng không quá phù hợp, hoàn toàn là. Ăn. Gian gia 200 vị đệ tử, địa huyền cảnh chỉ có 25 vị, còn lại phần lớn cũng là hóa linh cùng nhập thần, thậm chí trúc cơ đều vẫn còn mấy cái tiên thuyền nổ nát thời điểm đã thụ khắc biệt trình độ thương thế tại trước mặt yêu tộc thiên kiêu căn bản không có dãy dụ cơ hội bất quá là thời gian đốt một nén hương đang kêu thảm thiết âm thanh cùng nghe răng cười âm thanh sen lẫn bên trong đã bỏ mạng gần tám thành toàn bộ tiếng nhập yêu tộc thiên kiêu trong bụng gian càng không đảo mắt bốn phía từng đạo hình dạng khác nhau yêu tộc thiên kiêu như ác ma đồng dạng cười gằn trong miệng còn hỗn tạp gian gia đệ tử huyết nhục hắn mộng kỳ thực từ tiên thuyền nổ tung một cách này hắn liền mộng hắn làm sao đều không dám tưởng tượng thế mà thực sự có người không biết sống chết dám chặn giết hắn gian gia tiên thuyền nhưng càng làm cho hắn mộng chính là chẳng giết bọn hắn lại là đã sớm bị khu trục ra huyền thiên giới yêu tộc tại sao có thể như vậy hắn có tài đức gì để cho yêu tộc buông xuống chẳng giết hắn a nhưng làm nghe được đầu kia rất viên lời nói sau gian càng không cuối cùng thanh tĩnh lại cũng hiểu rõ ra trong mắt lập tức dâng lên xâm nhiên lửa giận lại là Giang Huyền. Mẹ nó, liền yêu tộc ngươi cũng có thế trêu chọc đến, ngươi thật là có năng lực. Giang Huyền. Sinh thời, ta tất yếu đem ngươi nghiền xương thành tro. Giang Càng không mặc lộ vẻ dữ tợn, trong lòng gầm thét không ngừng. Phải biết, những thứ này Giang gia đệ tử huyết mạch nồng độ đều tại 60 trở lên, tất cả đều là hắn hướng sư tôn đổi lấy khen thưởng thẻ đánh bạc a. Nhưng bây giờ, hơn phân nửa đều chôn vùi ở yêu tộc miệng. Hắn làm như thế nào hoàn thành sư tôn nhiệm vụ? Toàn bộ xong gian càng không thất thần nỉ non. Mà lúc này, cái kia vị diện cho tuấn tú hồ tộc yêu nghiệt đồ sơn minh, đang ăn xong một chỗ huyền thiên kiêu sao, chú ý tới gian càng không thân ảnh, con mắt hiếp lại, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ông! Một vòng thanh quan xẹt qua, đồ sơn minh bay vọt gò núi, đánh tới gian càng không. Gian càng không thần hồn cú sốc, nguy hiểm cảnh giác, trong lúc vội vàng dẫn động âm dương chi khí tạo thành che chắn, tiến hành ngăn cản. Oanh! Thanh quan rực rỡ, yêu khí tàn phá bừa bãi một vòng huyết quang dội tung tóe, gian càng khôn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Gian càng không khó khăn ngừng thân hình, sắc mặt trắng bệch, một hồi ho ra máu. Mà tại hắn âm dương chi khí phủ xuống trên xác thịt, bỗng nhiên lộ ra một cái xuyên thấu lỗ máu, thanh quang lưu lại bên trên, ăn mòn huyết nhục của hắn, không cách nào loại trừ. Ân. Đồ Sơn Minh thân hình đứng ở tại chỗ, thần sắc có chút ngạc nhiên. Lúc trước, chiến kêu một nhóm kia yêu tộc thiên kiêu, phụng mệnh đi tới chân thần bí cảnh săn giết hoang thiên thần nữ, cũng không thận toàn bộ ngã xuống trong đó. Sau đó bọn hắn mới biết được, là gian càng không liên hợp khương gia chúng địa huyền, lừa giết chiến kiêu bọn người. Đối với cái này, bọn hắn những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt, đối với gian càng không đều hết sức tò mò, đến tột cùng là dạng gì yêu nghiệt, lại có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hết chiến kiêu bọn người. Phải biết, chiến kiêu người mang bộ phận long tộc huyết mạch, lại có địa huyền lục trọng tu vi, tại hắn yêu tộc nội bộ, thực lực cũng thuộc về là tối dựa vào một nhóm kia. Liền xem như hắn, nếu cùng chiến kêu một trận chiến, hắn bại tối đa cũng liền 64 mở. Mà lần hành động này, bọn hắn hưng phấn như thế, cũng toàn bộ bởi vì gian càng khôn, có thể nói cũng là ôm tự tay đánh chết gian càng khôn chứng minh thực lực bản thân ý nghĩ mà đến. Hắn tự nhiên cũng là như thế. Thế nhưng là, đồ sơn minh nhìn về phía bị chính mình đánh bị thương gian càng khôn, cho mày, có chút tức giận khiển trách hỏi, ngươi như thế nào yếu như vậy? Chương 205, ăn ngon tới cửa. Giang càng Khôn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng tràn đầy oán niệm. Mẹ nó, không biết xấu hổ đánh lén ta thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn ghét bỏ ta yếu. Ngươi lễ phép sao? Các ngươi tìm lộn người. Giang càng không sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, ta không phải là các ngươi muốn giết Giang càng khôn. Đồ Sơn Minh kinh ngạc nhíu mày, ngồi sổn nhầm người. Chẳng thể trách thực lực như vậy kém cỏi. Chân chính Giang càng khôn ở đâu? Giang Huyền. Giang càng khôn vội vàng nói, Giang Huyền mới là các ngươi muốn tìm Giang càng khôn. Hắn không muốn chết. Hắn hết sức rõ ràng, Thực lực của đối phương muốn hơn mình xa, hắn căn bản không có cơ hội cùng đối phương một trận chiến. Dựa vào nơi hiển yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, hai vị thái thượng bây giờ cũng bị đối phương bốn vị tôn giả toàn diện áp chế, tự thân khó đảm bảo. Thậm chí, liền phiến thiên địa này cũng đã bị bọn này yêu tộc lấy đại trận phong tỏa. Hắn căn bản không có cơ hội trốn chạy, cũng không cách nào hướng trong tộc cầu cứu. Chỉ có thẳng thắng, đem gấp lửa bỏ tay người. Có lẽ như vậy hắn còn có một chút hy vọng sống. Giang Huyền Đồ Sơn Minh sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt lướt qua một vòng lãnh quang, cả người hóa thành một đạo thanh quang, lại lần nữa đem Giang càng không vết ra ngoài, tàn ảnh vút không. Sau lưng cuốn lấy sát khí ngút trời, dần dần diễn hóa vì cực lớn binh khí, không chút do dự hướng về phía Giang càng không chém xuống. Giang càng không sắc mặt đột biến, vô ý thức thiêu đốt tự thân linh lực, để bộc phát tự thân, tránh né thần thông của đối phương. Có thể, hắn tuyệt vọng phát hiện, chính mình cùng đối phương chênh lệch thực sự quá lớn dù là hắn thiêu đốt linh lực bạo phát ra viễn siêu mình bình thường gấp mấy lần tốc độ cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi đối phương khôi tiên sinh không thể làm gì phía dưới gian càng không chỉ có thể gào thét đi ra cứu ta ta mà chết sư tôn nơi đó ngươi đảm đương không nổi một mực co đầu rút cổ lấy khôi tiên sinh nghe nói như thế bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể đi ra một bước na di thiên địa để ngang gian càng không phía trước nhẹ lay động quạt lông phủi nhẹ đồ sơn minh thần thông, sau đó nhìn đối phương, nghiêm mặt nói, vị này hồ tộc tiểu hữu, gian càng không nói không sai, hắn không phải là các ngươi muốn tìm gian càng khôn. Các ngươi muốn tìm gian càng khôn, kỳ thực là vị kia gian huyền. Nói thật, hắn cũng không muốn ra tay, những thứ này không biết từ đâu buông xuống yêu tộc, vậy mà xuất động bốn vị tôn giả. Phải biết, yêu tộc bằng vào tự thân cường hoành thân thể, thực lực phổ biến mạnh hơn so với cùng một cảnh giới nhân tộc không thiếu. Cho nên, gian gia hai vị kia thái thượng, bị nghiền nát chỉ là vấn đề thời gian. Chớ đừng nói chi là hắn một cái nửa bức tôn giả. Một khi hắn lộ diện, bị cái kia bốn vị chú ý tới, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, tiên thuyền bị tạc hủy một khắc này, hắn liền trốn đi, hắn chỉ có thể cầu nguyện đối phương hoàn toàn là chạy gian gia tới, chỉ có dạng này có thể hắn mới có thể giữ lại một mạng. Cho dù là gian càng không mạo hiểm, hắn cũng đều hoàn toàn ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái, cũng không tính ra tay. Một là vì mạng sống, hai là Gian càng không gần nhất quá bằng chứng bành trướng đến thật đem hắn cái này nửa bước tôn giả coi như nô tài tùy ý quát lớn trong lòng của hắn khó chịu cũng lười ra tay rồi có thể gian càng không đứa cháu này quả thật có chút tiểu thông minh đoán chắc hắn là thánh chủ rất nhiều mưu đồ trọng yếu một vòng không thể sai sót ăn chắc hắn nhất thiết phải ra tay sự thật cũng chính xác như thế gian càng khôn mà chết thánh chủ nơi đó hắn không cách nào giải thích thậm chí khó nhận thánh chủ lửa giận không đến mức sẽ chết nhưng tuyệt đối cũng sẽ không so chết tốt hơn mẹ nó Khôi tiên sinh trong lòng thầm mắng không ngừng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương đích xác là vì Giang Huyền mà đến, tin tưởng hắn mà nói, tiếp đó buông tha bọn hắn, ngược lại đi chặn giết Giang Huyền. Đồ Sơn Minh sắc mặt trầm xuống, cũng không có bởi vì Khôi tiên sinh là nửa bước tôn giả mà có chút sợ hãi, bốn vị trưởng lão liền tại bọn hắn trên đầu, cũng là tôn giả cảnh, một cái nửa bước tôn giả, không tạo nổi sóng gió gì. Đánh rắm. Đồ Sơn Minh không khách khí chút nào giận mắng, các ngươi những thứ này người dối trá tộc, là đem chúng ta đều coi như thiểu năng trí tuệ sao? Giang huyền nhất lộ chỉ có 7 người, thậm chí ngay cả người hộ đạo cũng là dung đạo cảnh. Nếu Giang huyền là các ngươi nói tới Giang càng khôn, lấy các ngươi nhân tộc niệu tính, sẽ vẻn vẹn chỉ an bài một cái dung đạo cảnh hộ đạo. Lời vừa nói ra, Giang càng khôn cùng khôi tiên sinh đều ngẩn ra, Giang huyền người hộ đạo là dung đạo cảnh. Không thể nào. Giang huyền nhất mạch tốt xấu cũng đi ra một vị thái thượng A, không đến mức không mời nổi A. Chờ đã, không đúng, liền bọn hắn không biết Giang Huyền người hộ đạo là ai, những thứ này yêu tộc là thế nào biết rõ ràng như vậy. Giang Càng không cùng Khôi Tiên Sinh nhìn chăm chú một mắt, trên mặt mang một tia kinh nghi. Các ngươi sai lầm. Giang Càng không nghĩ nghĩ sau, chắc chắn đạo, Giang Huyền bây giờ đã giả trang trở thành Giang Bắc Bộ Giáng, đó mới là Giang Huyền, cũng chính là các ngươi muốn tìm Giang Càng không. Đồ Sơn Minh hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy hàng mang, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ hai người kia coi hắn là ngu sủng một dạng lừa gạt, đây là đang vũ nhục sự thông minh của hắn đang muốn tiếp tục tranh luận ngươi cùng một đám ăn uống nói lời vô dụng làm gì huyết văn mang theo huyết quang bay tới bật cười một tiếng vô luận thật giả toàn bộ đều ăn không phải chợt huyết văn vỗ gần như trong suốt cánh phát động đầm đìa huyết hải gia trì thiên địa đại thế hướng khôi tiên sinh nhào tới huyết hải những nơi đi qua đều ăn mòn thành khoảng không khôi tiên sinh tâm thần hoảng hốt vô ý thức liền muốn trốn chạy đối phương chính là tôn giả hắn căn bản không thể nào ngăn cản ngươi nhanh chóng tự bạo phá vỡ đại trận truyền gọi sư tôn giang càng không lại căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo ý niệm vội vàng ra lệnh xéo đi khôi tiên sinh lập tức chửi ầm lên ta như còn sống hoàn thành sư tôn nhiệm vụ sư tôn cực kỳ vui mừng có lẽ còn có thể vì ngươi tái tạo nhục thân nhưng nếu như ta chết đi ngươi hôm nay coi như sống sót chạy ra ngoài cũng khó nhận sư tôn lửa giận chỉ có một con đường chết giang càng không âm u mà cười lạnh nói ngươi Khôi tiên sinh đột nhiên quay đầu lạnh như băng nhìn chằm chằm Giang Càng Khôn, ngươi đang uy hiếp bờ ta. Không tệ. Giang Càng Khôn ánh mắt u lãnh, ta đúng là đang uy hiếp bờ ngươi. Ta hoặc là sinh hoặc là chết, nhưng ngươi không có lựa chọn. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể một đánh cược. Nhưng, ngươi không dám. Khôi tiên sinh sắc mặt lập tức âm trầm như nước, ánh mắt che lấp, trầm giọng gầm thét, tính ngươi. Hung ác. Không tệ, hắn không dám đánh cược. Thánh chủ tính khí, hắn vô cùng tin tưởng, chính như Giang Càng không lời nói, nếu tự bạo phá trận, cầu viện thánh chủ, để cho Giang Càng không sống sót, hắn có lẽ còn có tái tạo nhục thân cơ hội, nhưng nếu như Giang Càng không chết, làm trễ nải thánh chủ mưu đồ, vậy hắn cũng khó từ tội lỗi, chỉ có một con đường chết. Dù sao, hắn từng lập thần hồn khế ước, sinh tử hoàn toàn bóp tại trong tay thánh chủ. Hắn mẹ nó xem như đã nhìn ra, cháu trai này chút thông minh vặt này, toàn bộ mẹ nó dùng trên người hắn. Chợt, khôi tiên sinh mang theo lòng tràn đầy lửa giận cùng biệt khuất, hướng về huyết văn vọt tới, mà quanh thân thì giấy lên lửa cháy hừng hực, mang theo quy tắc các kim loại sao động khí tức. Đây là đạo cơ đang thiêu đốt. Quanh không cách nào nói rõ nổ tung, trong nháy mắt tạo thành một cái khổng lồ hắc động, vỡ vụn huyết văn huyết hà thần thông, nếp diệt vạn trượng hư không, càng phá vỡ phong tỏa quanh mình yêu tộc đại trận. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Âm dương trong thánh địa, khôi tiên sinh tàn hồn từ trong tế đàn bay ra, nằm rạp trên mặt đất, cố nén phẫn nộ trong lòng, cao giọng nói, khấu thỉnh thánh chủ phái người tiếp viện. Mà lúc này, còn tại sắp chết ngăn cản hai vị thái thượng gặp đại trận bị phá ra, hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng bóc nát đưa tinh thần phù, hướng gian gia cầu viện. Rất nhanh, âm dương thánh địa khoảng cách nơi đây gần nhất một vị tôn giả, cấp tốc chạy đến trợ giúp. Mà gian gia bên kia, còn tại trong tộc thái thượng toàn bộ ra tay, cùng nhau phá vỡ hư không, kiệt chính mình có khả năng cưỡng ép đưa một vị tôn giả cảnh thái thượng cùng 30 vị địa huyền cường giả đến đây. Hai phe sức mạnh cuối cùng miễn cưỡng ngang nhau đẫm máu đại chiến mở ra mà trước đó Giang Huyền phía bên kia không giống với Giang Càng khôn vì mau chóng đến lấy đường gần nhất đường tắt thập vạn đại sơn Giang Huyền nhất người đi đường dự định đi trước đi tới Minh Tinh thành ở đó hơi ngừng chân sau lại động thân đi tới Đồng Ma thành không có cách nào nữ qua một mực hô đói đòi nháo muốn ăn ăn ngon nhưng hắn tại trong bí cảnh của chân thần thu hoạch những cái kia vương dược đạo thuốc đã bị cô gái nhỏ này tạo hết nhà địa chủ cũng không có lương thực dư. Giang Huyền chỉ có thể đi trước Minh Tinh Cổ Thành mua sắm một đợt. Ngược lại Minh Tinh Thành ngay tại Hoàng Tinh Cổ Thành cùng Đồng Ma Thành ở giữa, đơn giản rẻ một cái chuyện. Người hộ đạo không nên một mực ẩn vào hư không đi. Ngày sau lại ra làm gì? Tiên thuyền thượng du trường Giang Huyền hóng gió cắn hạt dưa, gặp Giang Trường Thọ từ trong hư không đi ra, không khỏi vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Lão tử vui lòng. Giang Trường Thọ trừng Giang Huyền nhấc mắt, tiểu tử ngươi tại cái này hóng gió hưởng thụ, để cho lão tử ở phía sau khổ cực đúng không? Không có chuyện như vậy, tiếp đó, phối hợp móc ra một tấm giường, duỗi lưng một cái, nằm đi lên. không phải, ngài bây giờ như thế nào dung đạo cảnh? Giang Huyền đối với tiên tổ thao tác này cũng không cảm thấy kinh ngạc, có thể cảm giác được đối phương khí tức sau, lại có chút xem không hiểu. a, à. quen thuộc. ra ngoài cửa tại, tu vi thấp cái hai tầng, dễ làm chuyện. Giang Trường Thọ thuận tay từ Giang Huyền cái kia mang hộ một cái hạt dưa, học đối phương cũng dập đầu, ăn ăn con mắt liền sáng lên, tiểu tử. Cái đồ chơi này không tệ, cho ta nhiều cả điểm, lão tử một mực dấu hư không đằng sau, nhanh cho ta muộn hỏng. Nếu là có cái đồ chơi này ăn giải buồn, còn rất khá. Ngươi cái kia một nắm hạt dưa, ít nhất phải 10 khỏa linh qua hạt giống mới có thể xào đi ra. Giang Huyền trợn trắng mắt, muốn nhiều cả điểm, cầm linh qua để đổi. Lão tử cho ngươi hộ đạo, ăn ngươi điểm hạt dưa, tiểu tử ngươi còn muốn cùng ta tính toán. Giang Trường Thọ lập tức dựng râu trừng mắt. Ngươi liền nói ngươi có ăn hay không đi. Ăn một vạn khỏa linh qua, ta chuyên môn cho ngươi sao điểm, đủ ngươi ăn một năm. Giang Huyền ha ha cười nói. Giang Trường Thọ nhãn tình sáng lên, đủ ăn một năm. Một lời đã định. Một bên nữ qua nhìn chầm chầm hai người vừa đi vừa về xem, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc, đắng như vậy đồ chơi. Cha và lão nhân này vì sao ăn vui vẻ như vậy? Mà lúc này, tiên thuyền đi ngang qua một mảnh hoang trạch, nữ qua giống như là cảm giác được cái gì, con mắt đột nhiên ứa ra tinh quang. Cha, có ăn ngon. Chương 206, dấu dốt gian gia lên qua đốt dầu. Mọi người đều là sững sờ, ăn ngon. Vô ý thức hướng ra phía ngoài nhìn lại, một mảnh hũ bại hoang trạch. Cái này có thể ăn có gì ngon? Nhất là khương thần mấy người bốn vị yêu nghiệt, biết rõ thiếu vương vị này nữ nhi khẩu vị, có nhiều kinh thế hải tục, trong miệng nàng ăn ngon, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Dù sao, vị này chính là đem vương dược làm đồ ăn vặt ăn. Giang huyền lại là lông mày nhíu một cái, tâm thần bên trong truyền đến tí ti bất an cảm giác nhưng cũng không phải là ngày xưa loại kia gặp phải hố cảm giác mà là đơn thuần nguy cơ dự cảnh đây là nhân tộc khí vận tại cảnh cáo ta giang huyền thoáng cảm giác sau không khỏi có chút kinh ngạc nhíu mày thì ra khí vận rộng rãi có thể xu các tỵ hung là ý tứ này đi bất quá hắn cũng ngăn lại thay đổi tiên thuyền hành động phương hướng khí vận dự cảnh cũng không mạnh nghĩ đến phía trước cho dù có nguy hiểm cũng không nghiêm trọng nghĩ đến cũng là có giang trường thọ tiên tổ tại bọn hắn làm sao lại tồn tại nguy hiểm gì liền xem như có nguy hiểm, cũng chỉ có thể là chặn giết bọn hắn đám đạo chích kia. Tiên thuyền xẹt qua hoang trạch, khi hoang trạch trung ương. Phía dưới bỗng nhiên vang lên tầm ầm mà nặng nề tiếng oanh minh. Tiếp đó, từ hoang trạch bên trong, dâng lên một đầu chừng ngàn trượng dáng dấp cự mãn. Thân rắn đã không thể dùng tráng kiện hình dung, quả thực là vô cùng to lớn, chỉ là đường kính liền có ba trượng, mỗi một khối màu nâu vảy rắn, đều phản phất một khối cực lớn tấm gương, bóng loáng bên trong, mang theo sắc bén hàng mang. Cự mãn thân rắn uống lượng tại trong hoang trạch, một vòng lại một vòng, giống như một đạo trọng trọng núi non trùng điệp vô tận sơn mạch, tạo thành thông thiên triệt địa lồng giam, đem gian huyền bọn người chỗ tiên thuyền, vây quanh mà súng lại. Rất khó miêu tả đây là một bức như thế nào hình ảnh. Tại đầu này cực điểm cực lớn cự mãn trước mặt, vốn nên là đã rất nguy nga, khổng lồ tiên thuyền, lại nhỏ bé như một hạt hạt gạo. Chớ đừng nói chi là thân ở tiên thuyền bên trong gian huyền đám người. Cùng cự mãn so sánh, chính là từng cái nhỏ chút điểm một dạng con kiến. Cự mãn cái kia như một ngọn dãy núi đầu rắn, duỗi tới, một đôi màu nâu đen mắt dọc, nhìn xem tiên thuyền bên trong nhỏ bé đám người, như thông thiên tự nhân cuối người nhìn về phía lòng bàn chân sâu kiến. Mở ra miệng lớn, sắc bén răng nanh mang theo văn khắp nơi dịch nhần, giữa thiên địa phản phất một trận mưa lớn. Oanh! Âm u lạnh lẽo, hung thần yêu khí, như cùng phong sóng dữ đập vào mặt, dẫn tới tiên thuyền kịch liệt lắc lư. Giang gia Giang Huyền, ta tới lấy tính mệnh của ngươi. Nàng sáng suốt lựa chọn chặn giết Giang Huyền bọn người, một người độc hưởng bảy vị Giang gia thiên kiêu cùng một cái dung đạo cường giả, cái này không điểm số nhuận gian càng không cái kia một đường bây giờ tới. Hai người phân một cái tôn giả, năng lượng chưa chắc có một cái dung đạo nhiều. Càng tình hình chung. Nàng đã rất lâu chưa ăn qua hoang dại người. Yêu tộc nuôi nhốt những cái kia, cảm giác thực sự quá kém. Tám người, đầy đủ nàng hảo hảo mà thức ăn ngon một trận. Khương thần bọn người hải nhiên thất sắc, tại trước mặt cự mãn này, bọn hắn từ trong nội tâm sinh ra nhỏ bé, cảm giác vô lực, chỉ là cái này không cách nào nói rõ cực lớn hình thể, chính là bọn hắn không cách nào rung chuyển bọn hắn có loại trực giác. Tung bọn hắn tế ra tất cả thủ đoạn, chỉ sợ cũng rất khó đánh tan cự mãn một khối vảy rắn. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là gọi ra vũ khí, nghĩa vô phản cố đứng ở gian huyền phía trước, thấp giọng nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta yểm hộ ngươi rút lui. Thể nội linh lực phun trào, đại đạo quy tắc hiện lên, quanh thân dương lên xâm nhiên sát phạt chi khí. Bất quá, gian huyền lại không phản ứng gì, ngược lại tức giận mắng một câu, mấy người các ngươi liều mạng gì, toàn bộ đi lên đều không đủ nhân gia nhét kẻ răng sau đó nhìn về phía giang trường thọ, vị này còn thảnh thơi mà nằm trên giường, đập lấy hạt dưa đâu. Ngài, hoạt động một chút cơ thể. Gian trường thọ lườm gian huyền nhấc mắt, cười mắng, hạt dưa còn không có ăn ngươi mấy cái, liền để lão tử làm việc. Gia gia, nhân gia đói bụng, ngươi có thể làm cơm cho ta ăn đi. Nữ hoa cũng đã kéo lại giang trường thọ cánh tay, vừa đi vừa về mà lay động, tội nghiệp mà nũng nịu. Mắt to thì một mực không chớp mắt nhìn chầm chầm cự mãn, thèm nhỏ giải. Lớn tuổi, có thể đều biết ưa thích tiểu hài tử, ít nhất gian trường thọ là như thế này, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười cưng chiều, sờ lên nữ hoa đầu, hảo, gia gia làm cho ngươi. Chợt, đứng dậy duỗi lưng một cái, từ tiên thuyền đi ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem so với chính mình lớn vô số lần cự mãn, thờ ơ nói, đi cái chương trình, vẫn là ngươi tự sát. Cự mãn ngây ngẩn cả người, màu nâu đen mắt dọc bên trong, thoáng qua mờ mịt. Người trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng. Cự mãn hoàng hồn, phun ra lưỡi rắn, châm chọc nói trong mắt của nàng, lão nhân này chỉ là một cái dung đạo, dung đạo thọ tám ngàn, tại nàng như thế một vị sống hơn một vạn năm tôn giả trước mặt, chính xác chính là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi. Giang trường thọ lập tức lắc đầu bật cười, hắn bao lâu chưa từng nghe qua cái chức vị này. Nên nói không nói, cũng là rất dễ nghe, ai không muốn chính mình tuổi nhỏ hơn một chút đâu. Ánh mắt không tệ, ta cho phép ngươi một cái không còn đau chết kiểu này. Làm càng. Cự mãn giận dữ, chỉ là một cái dung đạo, không quỳ cầu sinh cơ thì cũng thôi đi, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần cầm nàng trêu đùa. Coi là thật không biết mùi vị. Chợt, như dãy núi đồng dạng khổng lồ đầu rắn, đột nhiên hướng Giang Trường Thọ nhào tới, có cùng hình thể cực kỳ không tương xứng cấp tốc, hai quả sắc bén răng nanh đâm xuyên hư không, mang theo để cho da đầu người ta tê dại hung thần cùng âm u lạnh lẽo. Giang Trường Thọ không khỏi lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi hình thể quá lớn, nói chuyện cùng ngươi rất không tiện. Nói xong, một chưởng hư đè mà ra. Mênh mông đại đạo chi lực phun trào, tạo thành một loại tuyệt đối áp chế, ẩn chứa vô thường chi ý ông cự mãn động tác kim bạc mà dừng phản phất hóa đá đồng dạng chỉ có một đôi mắt dọc đột nhiên co rút lại thành một điểm tròn tràn ngập vẻ kinh ngạc hư thần cái này làm sao có thể trên tình báo không phải nói gian huyền người hộ đạo vẻn vẹn chỉ là một cái dung đạo sao tại sao lại là hư thần đại đạo chi lực như một cái lưới lớn đem cự mãn vây quanh bao khỏa tiếp đó kịch liệt co vào một cổ không cách nào ngăn cản sức mạnh, xuyên qua cự mãn cơ thể. Cự mãn cực điểm đau đớn, lại chỉ có thế im lặng gào thét. Thân rắn khổng lồ, tùy theo có vô tận yêu khí tiết ra. Như dãy núi tầm thường ngàn trượng thân rắn, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành một đầu vẹn vẹn có dài bảy thước tiểu xà. Lơ lửng giữa không trung, bất lực lại vô lực mà dãy dụa tự thân thân rắn. Xà cơ bây giờ sợ hãi đến cực điểm, càng khóc không ra nước mắt. Nàng lực bài chúng nghị, tự mình đến đây chẳng giết Giang Huyền nhất lộ, vốn cho rằng có thể ngon lành là có một bữa cơm no đủ, không nghĩ tới. Càng là chính mình đụng trên họng súng. Không phải, nhà ai hư thần đi ra ngoài bên ngoài, giả dạng làm dung đạo A. À? Nếu là biết lão nhân này là hư thần, lại mượn cái nàng 800 cái lá gan, nàng cũng không dám tới A. À? Liền một cái không được coi trọng Giang Huyền, đều có hư thần hộ đạo, cái kia Giang càng không nơi đó, người hộ đạo chẳng phải là phải. Chân thần. Chẳng lẽ hiện nay huyền thiên giới, còn có chân thần hay sao? Giang gia đây là một mực tại dấu dốt sao? Vì cái gì chưa từng nghe nói? Xà cơ trong lòng một hồi kinh hãi, chập chờn. Trường sinh Giang gia cái này phương linh tộc, không phải nói đã suy bại mấy trăm vạn năm sao? Vì cái gì còn có khủng bố như vậy nội tình? Bây giờ dễ dàng hơn. Giang trường thọ bóp lấy đầu rắn xà cơ, cười ha hả gọi trở lại. Tiên thuyền bên trên, tại khương thần bọn người trong ánh mắt kinh dị, nữ hoa đã thật sớm lắp xong qua, gặp Giang trường thọ trở về, con mắt sáng lên, vội vàng phất tay, gia gia, cái này. Cái này. Chương 207, xé xà cơ nấu tôn giả. Sông trường thọ lập tức vui vẻ, u a, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Đừng nóng vội, chờ ngươi cha trước tiên khảo vấn một chút. Nói xong, lấy đại đạo chi lực cầm giữ xà cơ, tiếp đó ném cho sông huyền, yêu tộc sớm tại thượng cổ liền bị đuổi ra huyền thiên, bây giờ một vị tôn giả cảnh yêu tộc xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Cha hỏi sống, liền giao cho ngươi. Nữ hoa lập tức nhếch lên miệng, nhìn về phía sông huyền, trong mắt to tràn đầy lo lắng cùng thúc giục, cha ngươi nhanh lên, nhân gia thật đói. Nhìn xem những người này, nghe những lời này, xà cơ trong lòng cùng rung động, sợ hãi không thôi, không phải. Giang gia khủng bố như vậy đi. Nàng dù sao cũng là tôn giả A. À. Bình thường chương trình, không phải là tại khảo vấn sau, gieo xuống nô ấn, đem nàng thu làm tù binh đi. Một cái tôn giả cảnh chiến nô, vô luận đặt ở phương nào đạo thống, cũng là cực kỳ khang hiếm A. À. Cái này cũng là nàng tuy không so sợ hãi lại không có quá mức giải dụ nguyên nhân tại trước mặt một vị hư thần, hết thảy giải dụ đều là phí công, không bằng trực tiếp cúi đầu nhận thua, ít nhất còn có thể sống. Thế nhưng là, đến trước mặt những người này, thay đổi thế nào? Khảo vấn sau đó, không bắt làm tù binh, trực tiếp đem nàng hầm. Nàng đường đường một cái tôn giả. Không đáng giá như vậy sao? Xà cơ bất an giải dụ thân rắn, vội vàng mở miệng, ta nói, ta cái gì đều nói. Là Đại La Thánh Địa tiếp dẫn chúng ta buông xuống. Tình báo cũng là Đại La Thánh chủ truyền lại cho chúng ta chúng ta cụ thể buông xuống vị trí, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cầu các ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện thả ra thức hải, để các ngươi gieo xuống nô ấn, vĩnh viễn thần phục hiệu trung các ngươi. Lời vừa nói ra, khương thần bọn người con mắt lập tức có chút biến hóa. Một vị tôn giả chiến nô. Thiếu tộc trưởng nếu có một cái tôn giả chiến nô, chẳng phải là huyền thiên đều có thể xông pha. Không cần. Nữ hoa lập tức trừng mắt, vội vàng chạy tới, đông đưa sông huyền cánh tay, cha, ta đói. Xà cơ theo nhìn lại, chú ý tới sông huyền khuôn mặt sau không khỏi sửng sờ căn cứ tình báo nàng chẳng giết không phải là gian gia thiếu tộc trưởng sông huyền sao trước mắt vị này là ai còn tại tranh phong trưởng thành thời kỳ lại có thể đã thành hôn còn có nữ nhi xà cơ lập tức có loại cảm giác bị đùa bẩn xoay quanh tình báo căn bản vốn không đúng đến tột cùng là đại la thánh chủ đang hố bọn hắn vẫn là trường sinh gian gia quá âm ý niệm đến nước này xà cơ vô ý thức nhìn về phía nữ hoa muốn dùng thần thức nhìn trộm hư thực từ đó thông qua tiểu nữ hài này tìm kiếm đáp án nhưng nàng vô luận nhục thân vẫn là thần hồn cũng đã bị vị kia hư thần lấy đại đạo chi lực giam cầm thần thức căn bản là không có cách vận dụng chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được một chút xíu mười phần kinh khủng uy áp. huyết mạch uy ác xà cơ đột nhiên mộng trường sinh gian gia là linh tộc người mang cực kỳ cổ lão linh tộc huyết mạch bọn hắn yêu tộc đều có chỗ hiểu rõ cái này cũng là bọn hắn những người này nóng lòng lần này chẳng giết nguyên nhân thông vệ linh tộc huyết mạch có thể tăng cường tự thân. Thế nhưng là, linh tộc tại sao lại đối với nàng một cái yêu tộc, sinh ra khủng bố như vậy huyết mạch uy áp? Phải biết, nàng bản thể chính là người mang ba sợi long tộc huyết mạch trăng, khoảng cách lột xác thành giao long, cũng vẻn vẹn cách xa một bước, cũng đang bởi vì trong cơ thể nàng cái kia ba sợi long tộc huyết mạch, rất nhiều đại hung di chủng đều không thể đối với nàng tiến hành huyết mạch áp chế. Tiểu nữ hài này, không tầm thường. Xà cơ trong lòng chập chờn càng phát giác đoàn người này thần bí khó lường, cũng dẫn đến đối với trường sinh gian gia đều sinh ra không hiểu e ngại. Đồng thời, cũng hiểu rõ tới. Tình báo hẳn không sai, là trường sinh gian gia. Quá âm. Thế mà một mực tại cất giấu chính mình, khi lão lục. Không hiểu, xà cơ có chút may mắn, may mắn tự mình lựa chọn chặn giết đoạn đường này. Càng có chút thông cảm chặn giết sông càng khôn những cái kia yêu tộc đồng liêu. Nàng chặn giết sông huyền thất bại, có lẽ còn có cơ hội làm chiến nô mạng sống, vậy bọn hắn. Muốn chặn giết thế nhưng là gian gia yêu nghiệt sông càng khôn, lấy gian gia như thế âm tính cách, đoán chừng rất khó sẽ lưu bọn hắn người sống. Nhưng xà cơ một đôi âm lãnh xà mắt không che giấu chút nào mà nhìn chầm chầm vào nữ hoa, nữ hoa tự nhiên cũng cảm nhận được, lập tức trừng mắt, hung tợn nhìn xem xà cơ, hét lớn, hừ, ngươi lại muốn dám nhìn ta, ta bây giờ liền đem ngươi ăn. Xà cơ trong lòng nhất thời một hồi bật cười, cô bé này vẫn rất khả ái. Hoặc là bởi vì sông huyền chậm chạp không có mở miệng duyên cớ, trong lòng nàng đã cho rằng, mệnh của nàng là bảo vệ tới thử hỏi, ai có thể cự tuyệt một cái tôn giả cảnh chiến nô đâu. Tính mệnh không lo, xà cơ tâm thái tự nhiên cũng liền khá hơn, đầu rắn lay động nhìn về phía sông huyền, âm thanh kẹp, mang theo xà tộc đặc hữu dâm mỹ, đúng niệu nói, nô gia tại trong xà tộc cũng là một vị thánh nữ, tinh thông thuật song tu, chỉ cầu đại nhân có thể cho nô gia một đầu sinh lộ. Tiếng nói rơi xuống, hình như có nhàn nhạt hương khí bay ra, đám người não hải không khỏi hiện lên một chút hình ảnh. Khương thần đám người sắc mặt khẽ biến, vội vàng nghiêng đầu qua, cẩn thận từng ly từng tí gây nên thân thể, âm thầm ổn định tự thân thần hồn, trong lòng kinh hoảng không thôi. Bọn hắn cư nhiên bị một con rắn mị hoặc. Sông Trường Thọ thì đã một lần nữa nằm lại trên giường, gặm lên hạt dưa, vui tươi hớn hở mà nhìn xem một màn này, nghe nói xà tính chất diện mạo vốn có, một cái tôn giả cảnh xà yêu, mị hoặc bản sự càng là có thể xưng biến thái, dù là bị hắn lấy đại đạo chi lực giam cầm, cũng đủ để câu dẫn lên bọn này huyết khí phương cương tiểu tử nguyên thủy xúc động. Hắn muốn nhìn một chút sông Huyền sẽ xử lý như thế nào con rắn này, lại có thể hay không bị hắn mị hoặc. Phải biết, khương thần bọn người chỉ là bị xà cơ âm thanh tác động đến, liền đã tâm viên ý mã. Mà sông huyền thế nhưng là xà cơ mị hoặc chủ yếu đối tượng. Cảm thụ của hắn tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Bất quá. Hắn thần hồn từng đánh vỡ cực hạn, cực kỳ cường đại, lại có người bia rất nhiều trí bảo hộ chủ, con rắn này yêu mị hoặc chỉ có thể dẫn động hắn nguyên thủy phản ứng sinh lý, cũng không thể hoắc loạn hắn tâm biết, cho nên cũng không tính cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lúc này đang nhiều hứng thú nhìn xem xà cơ, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng một màn này xem ở nữ hoa trong mắt, vậy thì không đồng dạng nha. Một cái xấu xí đến cực điểm xà yêu, cũng dám dẫn dụ cha. Nàng nhất thiết phải vì đại nương, nhị nương, còn có không có ông trở về tới tam nương, làm những gì. Này! Yêu tinh! Đừng muốn dụ hoặc cha ta. Nữ hoa trừng mắt, một cái bước xa đi tới xà cơ trước mặt, thịt đô đô tay nhỏ cực nhanh bắt được xà cơ đầu rắn. Xà cơ bản không để bụng, một cái tiểu nữ hài thôi, tất nhiên người mang kinh khủng huyết mạch, nhưng dù sao còn rất tuổi nhỏ, không có khả năng có cái gì thực lực, càng không khả năng đối với nàng tạo thành tổn thương gì, thậm chí ngay cả nhục thể của nàng phòng ngự đều chưa hẳn có thế phá vỡ. Nàng mặc dù bị đại đạo chi lực giam cầm, nhưng nàng dù sao cũng là yêu tộc tôn giả, nhục thân đã rèn luyện đến một cái trình độ khủng bố, trên người mỗi một phiến vảy rắn, trình độ cứng cáp đều có thể so với thiên địa dị thạch. Nhưng sau một khắc, xà cơ sắc mặt đột nhiên đại biến. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt đau nhất, xuyên qua tâm thần khiến cho nàng nhịn không được trích lên ba thanh âm thanh thúy vang lên xà cơ thân trắng đã bị nữ hoa kéo trở thành hai khúc tiếp đó nữ hoa liếc trộn một mắt sông huyền gặp cha giống như không có ngăn cản nàng ý tứ trong lòng đại hỷ vội vàng xách theo hai khúc thân trắng đi tới nồi lớn phía trước một tay một đoạn ném vào trong nồi bốc cháy lò nấu rượu thêm nước thêm gia vị một mạch mà thành nằm ở trong nồi xem ở chính mình một nửa thân trắng xà cơ mộng nàng bị hầm nàng một cái tôn giả, bị hầm. Chương 208, một ngụm đại hát qua. Nhưng nên nói không nói, xà cơ không hổ là tôn giả cảnh đại yêu, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù là bị kéo trở thành hai khúc, cũng không có lập tức chết đi, còn tại ra sức giải dụa, tranh thủ sinh cơ. Khẩn cầu tôn thượng tha ta một mạng. Ta là xà tộc thánh nữ, ta có thể dùng thánh nữ danh nghĩa, hướng thiên phát thệ, làm cho cả xà tộc đều thần phục tại dưới chân tôn thượng Nữ qua trừng mắt, tức giận mắng, yêu tinh, đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng gầm thét bên trong, nữ hoa mang tới long ngâm thần thông. Đây là chân long bảo thuật thức thứ nhất, mang theo có chân long nhất tộc vô thượng long uy. ầm ầm, toàn bộ thân rắn ngăn không được mà run rẩy, thần hồn càng là toát ra từng đạo vết rách, lung lay sắp đổ. Xà cơ trong lòng nhất thời nhất lên kinh đào hải lãng. Đây là long uy. Tiểu nữ hài này là thuần chính long tộc. Long tộc không phải sớm đã lánh đời sao? Vì cái gì còn sẽ có huyết mạch như thế thuần chính long tộc tồn tại? xà cơ vạn phần hoảng sợ, trong lòng càng là vô cùng tuyệt vọng. Chí cao vô thượng long nữ muốn ăn nàng, nàng nơi nào có phản kháng tư cách. Gặp xà cơ không phản kháng, nữ hoa thỏa mãn gật đầu một cái, nhìn về phía Giang Huyền, cười hì hì nói, cha, là nàng chủ động để cho ta ăn. Tiếp đó, căn bản vốn không cho Giang Huyền cơ hội nói chuyện, thông thạo lại nhanh chóng đậy lại nắp nồi. Chỉ sợ cha ngăn cản nàng đồng dạng. Một màn này xem ở trong mắt Giang Huyền, lập tức có chút không biết nên khóc hay cười hắn đúng là do dự muốn hay không lưu lại xà cơ, một cái tôn giả cảnh chiến nô, có ít không cần nói cũng biết, hắn thành viên tổ chức thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng cường không thiếu. Có thể, hắn lại có chút lo lắng cái này xà yêu rắp tâm hại người, sẽ trở thành tai họa ngầm. Dù cho gieo xuống nô ấn, cũng khó bảo đảm đối phương không có tự mình giải trừ phương pháp. Dù sao, xà yêu kia thần phục quá nhanh. Căn bản không có nửa điểm ý phản kháng. Thực sự quá khác thường. Hắn cái này có thể xưng chán ghét nhân sinh kịch bản, không cho phép hắn không nghĩ ngợi thêm. Bất quá bây giờ tốt, nữ hoa đã giúp hắn làm ra lựa chọn, xà yêu cũng đã vào nồi rồi, mùi thịt đều nhanh bay ra, ngược lại cũng không cần do dự nữa. Ân. Ừ. Hay cái góc độ nghĩ, cũng là chuyện tốt. Giang huyền sờ cầm một cái, trong lòng thầm nghĩ, như thế một cái yêu tinh, chính xác dễ dàng cầm giữ không được. Chúc mừng ngươi đánh vỡ thiết lập, nếu dựa theo trước kia thiết lập tiếp tục đi, ngươi đem đắm chìm trong cùng xà cơ vui sướng bên trong, lạnh nhạt nam cung minh nguyệt, cùng nam cung minh nguyệt cảm tình xuất hiện vết rách ngươi cự tuyệt thần phục xà cơ, ban thưởng liễu hạ huệ, xưng hào, nam cung minh nguyệt độ thiện cảm tăng thêm, về sau cùng hưởng nam cung minh nguyệt lợi tức bảo kích sát suất đem tăng thêm. Kim thủ chỉ nhắc nhở khắc sâu vào mi mắt, giang huyền sắc mặt lập tức đen lại. Liễu hạ huệ. Kim thủ chỉ ngươi đi ra, ta bảo đảm không đánh hệ ngươi. Cha, ăn cơm rồi. Lúc này, nữ hoa âm thanh truyền đến. Giang huyền nên danh vọng đi, có chút mờ mịt, dù sao cũng là tôn giả cảnh xà yêu, da dày thịt béo, nấu nướng nhanh như vậy đi lại trông thấy giang trường thọ tiên tổ chẳng biết lúc nào đã ngồi sổng ở qua phía trước tự mình thao túng hỏa diễm đun nấu gian huyền khóe miệng giật một cái hư thần cảnh đại lão thao túng đại đạo chi lực nấu nướng ăn bữa cơm muốn hay không xa xỉ như vậy a à? chợt nữ hoa tự mình dở nồi ra nắp một cổ xâm nhập linh hồn mùi thịt đập vào mặt mọi người nhất thời con mắt sáng lên vị giác nước miếng dùng tôn giả đại yêu nấu nướng quả nhiên khác nhau gào kết quả là gian huyền bọn người không kịp chờ đợi hưởng thụ lên mỹ thực Khương thần bọn người chỉ là một người một chén nhỏ, liền đã ăn nhục thân bành trướng, tinh khí dân trào, năng lượng bốn phía. Công giả đại yêu thịt, không chỉ có mỹ vị, năng lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Gấp gáp vội vàng hoảng mà ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Liền xem như giang huyền, ăn năm bát sau đó, cũng không thể không ngừng lại, bắt đầu tu luyện tiêu hóa. Chỉ có nữ hoa, một bát tiếp lấy một bát, căn bản vốn không mang ngừng, nhìn giang trường thọ trợn cả mắt lên, cô gái nhỏ này. Có thể ăn như vậy đi hắn cũng là vừa rồi nữ hoa thi triển rồng ngâm thời điểm, hắn mới chú ý tới, cô gái nhỏ này lại là nhị đại tổ lưu lại đầu kia chân long thú con. Giang huyền tiểu tử này che giấu thì cũng thôi đi, núi nguyên quán nhưng cũng cho tới bây giờ không có đề cập với hắn việc này. Trong lòng có chút quán niệm. Cho nên, hắn mới đứng dậy tự mình thao túng đại đạo chi lực, vì nữ hoa nấu nướng canh rắn. Chân long thú con A. À. Sớm tạo mối quan hệ, cuối cùng không phải chuyện xấu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cô gái nhỏ này thế mà có thể ăn như vậy. Đây chính là lấy tôn giả cảnh đại yêu nấu nướng canh rắn, năng lượng cỡ nào bàn bạc, không cần hắn nhiều lời, nhìn không khương thần những tiểu tử kia liền biết, thậm chí liền xem như Giang Huyền, hắn biến thái như vậy một cái yêu nghiệt, cũng chỉ có thể ăn năm bát, liền không chịu nổi. Nhưng cô gái nhỏ này đâu? Không ngừng. Ngươi huyết mạch phong ấn tiết lộ mấy tầng. Giang Trường Thọ nhìn không được hỏi. Nữ hoa lại nuốt một bát canh rắn sau, mắt nhìn Giang Trường Thọ, da da, ngươi không ăn sao? Giang Trường Thọ sững sờ, đang muốn mở miệng, nữ hoa cũng đã đem qua đoan, gia gia tất nhiên không ăn, khi chính là ta một người rồi. Giang trường thọ khóe miệng giật một cái, hắn mới ăn một bát A. À. Mà tại Giang huyền bọn hắn đẹp tư mỹ vị mà hưởng thụ canh rắn thời điểm, Giang càng không phía bên kia. Các ngươi khinh người quá đáng. Giang càng không gầm thét. Một thân nhìn thấy mà giật mình thương thế, lại thêm lửa giận công tâm, lập tức một nguồn nghịch huyết phun tới. Hừ. Hôm nay coi như chúng ta đi không được, cũng phải đem ngươi mang lên. Đồ sơn minh lau đi khóe miệng máu tươi, cười lạnh. Theo gian gia trợ giúp đuổi tới, bọn hắn hiện lên nghiền ép trạng thái, đột nhiên nghịch chuyển, hướng tới ngang nhau, lâm vào giằng co. Trên trời bốn vị tôn giả trưởng lão, bị giận đùng đùng gian gia thái thượng đánh liên tục bại lui, mà bọn hắn những thứ này thiên kiêu, cũng bởi vì nhân số trên lệch, có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa, gian gia trợ giúp, còn tại kéo dài. Theo lý thuyết, bọn hắn không đi được. Nhưng, liền xem như phải chết ở chỗ này, bọn hắn cũng muốn linh tinh cái chịu tội thay mục tiêu của bọn họ chuyến này là gian càng khôn, như vậy. Gian càng khôn phải chết. Yêu tộc một đám các thiên kiêu, ý nghĩ trong lòng cùng đồ sơn minh cơ bản giống nhau, lúc sắp chết cũng phải đem gian càng khôn đái bên trên, như vậy bọn hắn tại yêu tộc nội bộ, cũng coi như là lưu lại một điểm phi phàm danh tiếng. Dù sao, gian càng không tại trong nhân tộc của huyền thiên, thế nhưng là danh tiếng truyền xa yêu nghiệt, chỗ cao tìm long bản 41 vị. Dù là, bọn hắn bây giờ cũng phát hiện cái này gian càng không có điểm gì là lạ, thực lực quá yếu, có thể cũng không phải là bọn hắn muốn chặn giết cái kia gian càng khôn. Bất quá, không quan trọng. Hắn chỉ cần là gian càng khôn là được rồi, thật hay giả, ở trong mắt bọn hắn những thứ này người sắp chết, không có gì khác biệt. Kết quả là, những thứ này yêu tộc thiên kiêu phương thức chiến đấu thì thay đổi, dù là ngạnh sinh sinh tiếp nhận gian gia địa huyền cường giả sát phạt, cũng muốn phóng tới gian càng khôn cho hắn một thức sát chiêu. Chính là dưới loại tình huống này, gian càng khôn một lần lại một lần mà chống cự thương nếu không phải hắn thủ đoạn bảo mệnh cùng pháp bảo không thiếu bây giờ sớm đã ngã xuống đại chiến kéo dài thời gian cũng không dài dù sao gian gia trợ giúp rất nhanh chạy tới cường giả cũng càng ngày càng nhiều yêu tộc rất nhanh liền toàn bộ ngã xuống bao quát cái kia bốn vị tôn giả nhưng gian gia thiệt hại cũng không thể gọi là không trọng lúc trước vì gian càng không hộ đạo hai vị kia thái thượng nhục thân nát hơn phân nữa thần hồn cũng toát ra từng đạo vết trách liền tự thân cảnh giới lúc này đều đã lung lay sắp đổ có thể đi trước quay về gian gia chữa thương. Hơn nữa, dự đoán kế không có một tám mươi một trăm năm, rất khó khỏi hẳn. Đến nỗi gian càng không lĩnh đội cái kia hai trăm vị gian gia đệ tử. Bây giờ vẻn vẹn chỉ còn dư ba mươi hai người. Đương nhiên, gian càng không bản thân cũng người bị thương nặng, nhục thân tràn đầy vết thương, đạo cơ băng liệt hơn phân nữa. Tại sao sẽ như vậy, gian càng không ngồi yên tại trên gò núi, mang theo bốn phía hoành loạn thi thể, thật lâu thất thần, khoảng hốt nỉ non. Nếu không thì, Ngươi về trước gian gia tu dưỡng một đoạn thời gian A, ma quật không đi cũng được. Thiên lão đi tới, vỗ vỗ gian càng không bả vai, có chút đồng tình khẽ thở dài. Hắn vốn là gian huyền người hộ đạo, bây giờ gian huyền từ tiên tổ hộ đạo, hắn tự nhiên cũng liền lui xuống, hôm nay chạy đến trợ giúp. Cho nên, hắn đối với gian càng không sự tình, mà biết cái gì minh. Hôm nay gian gia bị yêu tộc chặn giết bỏ ra nặng như vậy đại giới, cùng trước mắt cái này gian càng không thoát không khỏi liên quan nếu không phải hắn nhất định phải nhận hạ lưu trường giang huyền hát qua hưởng thụ lấy vốn không nên hắn hưởng thụ tiếng tâm chuyện hôm nay có lẽ cũng sẽ không phát sinh có thể đây cũng là không có cách nào quá giang càng khôn dù sao không giải thích được bị quan hát qua là ai cũng không cách nào tự kiềm chế chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi không giang càng không tinh thần chấn động đột nhiên trợn trừng hai con ngươi gầm nhẹ nói ma quật ta nhất định phải đi thái thượng ta không cam lòng a à chương 209, sông Càng Khôn đáng chết. Thiên lão mặt không thay đổi đi ra. Hắn sợ hắn đợi tiếp nữa, sẽ nhịn không được cho Giang Càng Khôn một cái đại bức đấu, ngươi không cam lòng. Ngươi mẹ nó có tư cách gì không cam lòng. Nếu không phải ngươi hưởng thụ lấy vốn không thuộc về ngươi tiếng tâm, như thế nào lại có hôm nay tao ngộ. Bất quá, vì không bại lộ thiếu tộc trưởng, hắn đành phải nhẫn nại xuống, làm như không thấy. Chẳng thể trách thiếu tộc trưởng sẽ vung nồi cho Giang Càng Khôn. Kẻ này tính tình, coi là thật không lấy vui thiên lão thầm nghĩ trong lòng. Mà bên này, âm dương thánh địa tôn giả đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nghèo túng gian càng khôn, vất tay tạo thành che chắn, thản nhiên nói, thánh chủ để cho ta nhắn dùng, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nhìn ngươi thật tốt chắc chắn. Giao phó xong sau, quay người rời đi. Khôi tiên sinh tự bạo, còn sót lại tàn hồn, chuyện này để cho thánh chủ mười phần tức giận, cũng dẫn đến đối với gian càng khôn cảm nhận, vô hạn kéo thấp, đối nó dung nhẫn độ cũng tới đến điểm đóng băng. Bây giờ, càng là trực tiếp xuống tối hậu thư. Giang càng không đôi mắt cụp xuống, trong mắt tràn ngập máu đỏ tươi mang, lộ ra một loại cuồng loạn điên cuồng. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng là bái Giang Huyền ban tặng. Hắn tuyệt không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tuyệt không thể. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn gấp trăm lần hoàn trả. Hắn muốn Giang Huyền sinh không bằng chết. Chợt, Giang càng không kéo lấy thân thể trọng thương, đi tới may mắn còn sống sót cái kia 32 vị Giang gia đệ tử trước mặt, đầu tiên là cuối người hành lễ, hôm nay chi kiếp, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liên lụy các vị, ta gian càng khôn ở đây xin lỗi mọi người. Gian gia các đệ tử lập tức có chút thất thố. Bọn hắn cũng biết càng không thiếu tôn là yêu tộc lần này chẳng giết mục tiêu chủ yếu, nhưng bọn hắn cũng không lý tới từ trách tội đối phương A, à, muốn trách tội, muốn thống hận, chắc cũng là yêu tộc mới là. Một vị địa huyền thiên kiêu vội vàng nói, càng không thiếu tôn không cần như thế. Không. gian càng không cắt đứt đối phương, đè nén tự thân lửa giận, giả ra một bức phẫn hận, xấu hổ bộ dáng, trầm giọng quát ầm lên, nếu ta thực lực có mạnh hơn nửa một điểm, trấn sát những cái kia yêu tộc thiên kiêu, những thứ này đuổi theo ta gian gia đệ tử, cũng sẽ không chết thảm yêu tộc miệng, các vị cũng sẽ không bản thân bị trọng thương. Hết thảy, đều tại ta. Ta bây giờ liền khởi hành đi tới đồng ma thành, tiến vào ma cuộc săn giết ma vật tăng cao thực lực, tranh thủ sớm ngày vì đám huynh đệ đã chết báo thù. Rất xin lỗi, ta không thể lại lĩnh đội. Các vị lại đi theo thái thượng quay về gian gia nghỉ ngơi lấy lại sức A, hoặc là đưa tin gian huyền, cùng đối phương một đường tiến vào ma quật. Xin từ biệt. Nói xong, Giang Càng Khôn lại xoay người rời đi, kéo lấy trọng thương cơ thể, lung lay sắp đổ mà phi hành. Càng Khôn thiếu tôn. Chư vị Giang gia đệ tử ánh mắt nhốn nháo, toát ra cảm động màu sắc. Giờ khắc này, trong mắt bọn hắn, Giang Càng Khôn thân ảnh nhất thời cao lớn, lần này tất nhiên không địch lại yêu tộc, nhưng đó là bởi vì yêu tộc mai phục tại trước tiên, nếu không phải như thế lấy Càng Khôn thiếu tôn tìm long bản 41 vị thực lực, sao lại chật vật như vậy? nhưng càng không thiếu tôn không chỉ có không từ chối, còn đem tất cả sai lầm toàn bộ nắm ở trên người mình, dù là đã thân chịu trọng thương, dù là lẻ loi một mình, cũng muốn đi tới ma quật, tăng cao thực lực, vì bọn họ báo thù. Trong lòng mọi người khoái động, kính để bên trong cũng nhiều chút thề sống chết thần phục ý niệm, vội vàng lớn tiếng kêu, chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo càng không thiếu tôn. Mong rằng càng không thiếu tôn tiếp tục dẫn dắt chúng ta. Chư vị đệ tử đều là cuối người hành lễ. Cái này, gian càng không động tác trì trệ, chậm rãi quay đầu, cơ thể run rẩy, hai mắt đẫm lệ, âm thanh khàn khàn, giống như là làm cái gì chật vật quyết định, trầm giọng nói, các vị nguyện đem tính mạng cần nhờ, ta gian càng khôn. Nhất định không cô phụ. Cái này 32 cái gian gia thiên kiêu, là hắn vốn liếng cuối cùng. Chỉ cần đem bọn hắn lừa gạt đến địa hoàng bí cảnh, cái kia sư tôn giao cho hắn nhiệm vụ, không coi là hoàn toàn thất bại, hắn liền. Còn có cơ hội. Nhưng, những thứ này thiên kiêu toàn bộ đều bị thương, thái thượng bọn hắn chắc chắn sẽ để bọn hắn hồi tộc chữa thương, mà sẽ không ngồi nhìn các thiên kiêu theo chính mình tiếp tục đi tới ma quật, thậm chí đi tới địa hoàng bí cảnh. Cho nên, hắn nhất thiết phải diễn một tuần kịch, diễn cho những thứ này thiên kiêu nhìn, để cho bọn hắn tin phục chính mình, không để ý thái thượng phản đối, thề chết cũng đi theo chính mình. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Những thứ này thiên kiêu cảm xúc, đều bị chính mình kích động. Đối với cái này, khôi tiên sinh như tại, chắc chắn có lời nói, gian càng không cháu trai này thật không phải là ngu xuẩn, hắn chỉ là đem tiểu thông minh đều dùng chính mình trên thân người. Giang càng không chỉ sợ ngoài ý muốn nổi lên, rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp nhìn về phía thiên lão các loại thái thượng, chắp tay nói, khẩn cầu thái thượng, chuẩn đồng ý chúng ta tiếp tục đi tới ma quật. 32 vị thiên kiêu, cũng theo đó chắp tay quỳ gối, khẩn cầu thái thượng chuẩn đồng ý. Âm thanh kiêu ngạo, mang theo phấn khởi cùng kịch liệt. Bọn hắn muốn đi theo càng không thiếu tôn bước chân, tiến vào ma quật, săn giết ma vật, tận khả năng mà tăng lên thực lực, vì chết đi các tộc nhân báo thù một màn này xem ở thiên lão trong mắt, thần sắc lập tức phức tạp, thật sâu nhìn chăm chú lên Giang Càng Khôn, trong lòng rất là không hiểu, Giang Càng Khôn. Đến tộc cùng đang dở trò quỷ gì? Tăng cao thực lực báo thù. Trong lòng chính ngươi không có đếm sao? Không nói đến yêu tộc ở xa bên ngoài huyền thiên, căn bản không thể nào báo thù, coi như có thể tìm tới yêu tộc căn cứ địa, lấy ngươi điểm này thực lực, coi như đem ma quật ma vật dứt sạch, lại có thể đề thăng bao nhiêu? Lại lấy cái gì cùng yêu tộc thiên kiêu chống lại? ngươi tìm long bản 41 vị thứ tự, đến tục cùng làm sao tới, bọn hắn không rõ ràng, chính ngươi còn không rõ ràng sao. Nhưng hắn nhưng cũng không cách nào nói cái gì, đám đệ tử này cảm xúc đã bị điều động, hắn bây giờ rất khó ngăn cản. Huống chi? Lộ vốn là chính bọn hắn. Nhưng lúc này, một vị khác thái thượng lại vuốt râu tán tháng nói, gian càng không không hổ là ta gian gia làm gương mẫu, dám làm dám chịu. Yêu tộc chẳng giết vốn là ngoài ý muốn, cũng không thể xác thực trách tội ở trên đầu cá nhân, nhưng gian càng khôn có thế thật không từ chối mà gánh chịu xuống chỉ là phần này đảm đương liền rất có yêu nghiệp phong thái thiên lão lường đối phương một mắt không cho đối phương sắc mặt tốt lạnh như băng đạo ngươi cảm thấy gian càng khôn làm không tệ vậy ngươi tiếp tục vì bọn họ hộ đạo nhé ta trước về gian gia nếu là đối phương biết nội tình bây giờ chỉ sợ cũng không phải nịnh hít đoán chừng cùng giải quyết hắn đồng dạng hận không thể cho gian càng khôn một cái tác thiếu tộc trưởng tất nhiên rất cẩu nhưng vẫn luôn không từng liên lụy tộc nhân dù là giả trang gian càng khôn cũng chỉ là để cho hắn cổng mấy nguồn hắc qua thôi. Nhưng gian càng không đâu. Gánh tội, lòng có bất mãn, cho nên nhận đối phương tiến tâm cùng chỗ tốt, hắn có thể hiểu được, có thể. Ngươi như là đã quyết định muốn làm hắc qua, cũng hưởng thụ lấy hắc qua có ích, vậy thì đàng hoàng chờ tại trong tộc không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải đi ra ngoài lang thang? Dẫn đến hắn gian gia đệ tử tao ngộ kiếp nạn này, hơn 100 vị đệ tử bởi vậy lâm nạn. Đồng dạng là gian gia thế hệ thanh niên. Vì cái gì trên lệch lớn như vậy, Thiên lão trong lòng tràn đầy thổn thức, không có tiếp tục dừng lại, rất nhanh liền dẫn chạy đến tiếp viện Giang gia đám người, thừa tiên thuyền trả về Giang gia. Chỉ lưu lại vị này thái thượng, có chút ngạc nhiên, trực giác Thiên lão thái độ có chút không hiểu thấu, nhưng cũng chỉ cho là Thiên lão là đang thương cảm Giang gia đệ tử thương vong, cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Giang Càng không bọn người lần nữa khởi động tiên thuyền, hướng Đồng Ma thành chạy tới. Khi xuất phát, hai vị tôn giả hộ đạo, 200 vị đệ tử đồng hành, bây giờ cũng chỉ có một vị tôn giả, 32 vị đệ tử. Giang Càng không đứng ở tiên thuyền đứng đầu, nhìn ra xa mặt đất bao la, đôi mắt lấp lóe, đáy mắt hàng mang phun ra nuốt vào. Trong nội tâm gầm thét không ngừng. Giang Huyền. Ta nhất định phải nhường ngươi trả giá đắt. Huyền thiên giới ngoại, hoàn toàn mông lung hỗn độn. Ở cách huyền thiên giới vô ngừng khoảng cách chỗ, có một phương nguy nga mênh mông xương khô tế đàn, phiêu phù ở trong hỗn độn, tản ra âm u lạnh lẽo, huyền ảo ống ánh quang huy, theo hư vô loạn lưu chập chờn phiêu lưu. Đây là thời đại thượng cổ, bị huyền thiên nhân tộc đuổi một nhóm kia yêu tộc nơi ở. Xương khô tế đàn chính là yêu tộc thánh vật, ở trong chứa càng không thiên địa, có thể so với một phương thế giới. Cũng chính vì vậy, cái này một nhóm yêu tộc mới có thể miễn ở hỗn độn ăn mòn, tại trong tế đàn thế giới sinh tồn, kéo dài, tồn tại đến nay. Nói cách khác, cái này cũng là bọn hắn chăm chỉ không ngừng muốn xâm lấn huyền thiên nguyên nhân một trong. Bọn hắn chịu đủ rồi lang thang vũ trụ, không có chỗ ở cố định sinh hoạt, bọn hắn muốn đạp thượng huyền thiên giới, tại trong một thế giới kia, vượt qua ngày tháng bình an. Huống chi? Nơi đó còn có thơm ngon hợp khẩu vị nhân tộc. Có thể thấy được, tại xương khô trên tế đàn, lơ lửng từng viên hình dạng khác nhau mệnh bài, số lượng nhiều, có thể so với mông lung hỗn độn mênh mông tinh hà. Mỗi một mai mệnh bài cũng là một vị hoạt bát yêu tộc, bày ra ở đây, đại biểu cho yêu tộc lực lượng cường đại. Tế đàn phía dưới, ngồi quỳ chân một vị khô gầy lão ẩu, toàn thân bao phủ tại bạch bào phía dưới, chỉ có một đôi da bọc xương tay, lộ ra bên ngoài, mang theo quỷ quyệt thanh quang, có loại làm cho người rợn cả tóc gáy lạnh lẽo khí thế. Nàng là yêu tộc cộng tôn đại tế ti, phụ trách chấp trưởng xương khô tế đàn, cố định tế đàn không gian phương vị, phòng ngừa bọn hắn dựa vào sinh tồn, nhà bị hư vô loạn lưu đẩy hướng đáng sợ thâm không. Đồng thời, dạng này cũng mới thuận tiện bọn hắn thêm một bước khai cuộc thông hướng huyền thiên giới không gian thông đạo, tranh thủ sớm ngày cả tộc buông xuống, nhốt huyền thiên nhân tộc. Đột nhiên. Phanh. 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 Liên tiếp địa bạo nổ tiếng vang lên, từng viên mệnh bài phá toái, biến thành bột miệng. Đại tế ti khẽ ngẩng đầu, lõm xuống trong hai con người đi ngang qua huyền ảo thanh mang, chợt chậm rãi mở miệng, chẳng vết gian càng không người, toàn bộ ngã xuống. Âm lệ thần âm truyền vào trong tế đàn trong không gian, quanh quẩn tại chúng yêu trong tai. Ầm ầm. Từng đạo sâm nhiên yêu khí, tàn phá bừa bãi dựng lên, đấu ngút trời. Hừng hực lửa giận, lập tức nhuộm đỏ tế đàn thế giới mờ mờ thiên khung. Gian càng khôn. Yêu tộc cường giả nhóm mọc lên như rừng thương khung, đều gầm thét trích lên, sát tâm phát sinh, sát khí đầy đồng. Một cái nho nhỏ gian càng khôn, chỉ là địa huyền cảnh, thế mà để cho bọn hắn hao tổn năm vị tôn giả, một số thiên kiêu, quả thật nên chết. Lúc này, từ tế đàn thế giới trong không trung, vang lên một đạo cổ lão, âm lãnh thần âm, thần âm kèm theo đại đạo quy tắc, ngưng biến thành thực chất, tạo thành từng đạo uống lượng, quỷ quyệt yêu văn, dày đặc thương khung. Mặt xanh yêu vương, ngươi lại đi tới huyền thiên, trấn sát gian càng khôn. Mặt xanh yêu vương chính là hồ tộc lão tổ, cảnh giới của hắn sớm đã đặt chân. Hư thần chi cảnh Chương 210, Triệu Phù Diêu Hoài nghi huyết mạch truyền thừa Tiểu tử, triệu gia cái kia tiểu ni tử, đang rình coi ngươi. Giang huyền bọn người ăn canh rắn, luyện hóa năng lượng sau, lại lần nữa lên đường, tiên thuyền tại trên đám mây phi nhanh, giang trường thọ thân ảnh lại lặng yên ẩn vào hư không, tiện thể còn dẫn động quy tắc chi lực che đậy toàn bộ tiên thuyền, chỉ có âm thanh tại giang huyền bên tai vang lên. Trong lòng bất lực chửi bậy, cái này tao lão bà tử như thế nào không bỏ rơi được, Giang Huyền sững sờ, theo tiên tổ hồn thức chỉ dẫn, nhìn phía một phương. Ngoài trăm dặm trên tầng mây, bỗng nhiên nằm ngang triệu gia chiến thuyền, tản ra hoa mỹ màu tím thần huy. Thân mang tử kim váy bào triệu phù diêu, thẳng đứng chiến thuyền phía trước, cũng không ẩn tàng tự thân, mà là thoải mái đưa mắt tới. Ánh mắt gặp nhau, triệu phù diêu khóe miệng khẽ nhất, miệng phun thần âm, thản nhiên nói, không biết là Giang gia vị nào thiếu tôn ở trước mặt. Giang Huyền nhếch miệng, cũng không đáp lại, mà là giải thích xong rõ ràng. Giang Hồng hai huynh muội tăng thêm tốc độ quả thật hắn hắc động đạo cơ tựa như đối với cái này triệu gia thần nữ rất có hứng thú mỗi lần gặp phải đều biết rung động liên tục truyền ra khát vọng cảm xúc nhưng hắn cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc này nương môn nhìn xem liền không giống người tốt chính là chính là nữ hoa liên tục gật đầu nhìn xem thao túng tiên thuyền sông rõ ràng giang hồng bóp lấy eo đạo các ngươi ăn canh rắn ta nhưng phải ra sức làm việc a à. trong lòng lại tại lén nói thầm cô gái này không quá ổn cũng không thể làm ta tứ nương chợt tiên thuyền phá toái hư không, mau chóng đuổi theo. Triệu Phù Diêu ngạc nhiên, chợt lắc đầu bật cười, ai cũng cho là không tiếp xúc, ta thì nhìn không ra thân phận của ngươi. Giang Bắc Nỉ non, Triệu Phù Diêu đôi mắt, không khỏi thâm thúy mấy phần. Nàng mặc dù vừa tới ở đây, không rõ ràng vừa mới ở đây đến tục cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thế cảm giác được trong cái này trong một mảnh hoang trạch lưu lại yêu khí. Một cổ cực kỳ khủng bố, liền nàng cũng vì đó kinh hãi yêu khí. Mà lúc này, thất tinh bà bà đã trở về, từ hư không đi xuống, đi tới triệu phù diêu bên cạnh thân, không người trình lên một đoạn hình ảnh, thần nữ, phát hiện gian càng không dấu vết, bọn hắn tựa như bị yêu tộc chẳng giết. Trong chân dung, cũng không có đại chiến quá trình, chỉ có thảm thiết tình hình chiến đấu. Từng tòa bị thần thông, thuật pháp phá hủy thương di sông núi bên trên, hoành rối loạn từng cổ thê thảm thi thể, gian gia đệ tử, yêu tộc, tất cả đều cũng có. Mà vết thương đầy người, máu tươi gian càng khôn, thì thất thần ngồi yên ở một tòa trên đỉnh núi, thần sắc như có chút bất lực. Bằng vào phần này hình ảnh, đủ để nhìn trộn một hai, đại chiến thảm liệt, gian gia thiệt hại cực kỳ thảm trọng. Gian gia, yêu tộc, gian càng khôn, gian bắc, triệu phù diêu đôi mắt lập lòe tinh huy, rơi vào trầm tư, bằng vào hình ảnh, kết hợp với nàng triệu gia nắm giữ tình báo, nàng cơ bản đã có thể trả lại như cũ quá trình. Gian gia lần này nhập thế đệ tử, chia binh hai đường, một đường lấy gian càng khôn cầm đầu, một đường lấy gian bắc cầm đầu, hẳn là gặp yêu tộc chẳng giết, trả giá nặng nề, chỉ là có mấy điểm nghi hoặc, nàng có chút không rõ. Một, yêu tộc đã sớm bị khu trục, đến tục cùng là như thế nào buông xuống. Chẳng lẽ có không an phận đạo thống, trong bóng tối tiếp xúc, tiếp dẫn. Hai, theo nàng thấy, Giang Bắc nhẹ nhõm xử lý yêu tộc chẳng vết, nhưng vì sao Giang càng không cái kia một đường lại thảm liệt như vậy. Đến tục cùng là Giang gia tàn long ngọa hổ, Giang Bắc kỳ thực là so Giang càng không càng quá dị thiên kiêu. Vẫn là nói. Giang càng không đang cố ý giấu dốt. Triệu phù diêu tinh mâu bên trong lướt qua một tia khó hiểu, hay là yêu tộc đang nhắm vào gian càng khôn, phái ra càng nhiều sức mạnh hơn. Điểm thứ nhất rất không có khả năng, gian bắc cũng không xếp vào tìm long bản, tuyệt đối không bằng gian càng khôn. Tìm long bản tính chân thực vẫn là có thể tin tưởng, dù sao đó là hắn sức mạnh. Theo lý thuyết, hoặc là gian càng khôn tại dấu dốt, hoặc là yêu tộc chẳng giết lực lượng chủ yếu, tại gian càng khôn cái kia một đường trên thân, lại hoặc là... Cả hai đều có. Thế nhưng là... Triệu Phù Diêu cẩn thận thăm dò sau đó lấy được hướng tới đáp án chính xác, ngược lại nghi ngờ hơn gian càng khôn che giấu ý nghĩa ở đâu đi đi bái phỏng một chút gian càng khôn triệu phù diêu dự định tự mình chứng thực nàng bây giờ đối với cái này gian càng khôn tràn đầy hoài nghi thật sự là cùng chân thần trong bí cảnh vị kia gian càng khôn chênh lệch quá xa trực giác của nàng ở trong đó tất nhiên tồn tại nàng không biết bí mật nàng nhất thiết phải làm rõ ràng bằng không thì nàng coi như thu phục gian càng khôn chỉ sợ ý nghĩa cũng không lớn là thất tinh bà bà vuốt cầm nói sau đó liếc qua đang tại cách xa gian gia tiên thuyền trong mắt hơi nghi hoặc một chút nàng tựa như tại trong chiếc kia tiên thuyền cảm giác được khí tức của hắn chẳng lẽ hắn cũng xuất thế vì tộc nhân hộ đạo chợt lại lắc đầu bật cười bỏ đi chính mình suy đoán chỉ là một cái gian bắt còn chưa xứng để cho hắn hộ đạo huống chi hắn cẩn thận như vậy một người như thế nào lại như thế trắng trợn đi ra gian gia không nghi ngờ gì thất tin bà bà tự mình thôi động chiến thuyền đổi phương hướng bộc phát ra kẻ nứt tốc độ đuổi theo Giang Càng không tiên thuyền. Thấy đối phương đã rời đi, Giang Trường Thọ tiên tổ lại từ trong hư không đi ra, thư thư phục phục nằm trên giường, gặm lên hạt dưa. Giang Huyền lường đối phương một mắt, lập tức đoán được cái gì, không khỏi trêu ghẹo nói, tiên tổ, cố nhân ở trước mặt, không ôn chuyện một chút. Xéo đi. Giang Trường Thọ tức giận mắm, ôn chuyện cái rắm. Sau lưng ngươi cây kiếm kia chính là nàng, lão tử nếu là lộ diện, hoặc là đem kiếm trả lại nàng, hoặc là cùng nàng đánh một chầu, quan bồi không kiếm mua bán, lão tử cũng không làm. Gia gia, cái gì đánh một chầu a? À? Nữ hoa bu lại, mắt to chớp chớp, lập loè nghi hoặc, xin bảo bảo cái chủng loại kia sao? Tiên thuyền bên trên lập tức an tĩnh. Giang Trường Thọ nhìn nữ hoa một mắt, lại nhìn về phía Giang Huyền, lập tức tức giận mắng: Ngươi người làm cha, ngày ngày đều ở tại dạy thứ gì? Giang Huyền nhấc mặt đen tuyến, cùng hắn có quan hệ gì a? À? Ngài cũng đừng nói xấu ta, ta ngược lại cảm thấy là ngài. Ân, đem nàng mang sai lệch. Giang Huyền thề, nếu như không phải tiên tổ lại đem kiếm gọi ra tới gác ở trên cổ hắn, hắn nhất định đem già mà không đứng đắn bốn chữ vung đối phương trên mặt. Ngươi vì sao lại đem đánh nhau cùng sinh bảo bảo liên hệ với nhau? Giang huyền nhất bên cạnh hỏi thăm nữ hoa, một bên bất động thanh sắc vén lên gác ở trên cổ trường kiếm. Ngô! Nữ hoa miệng một vểnh lên, hàm chứa ngón tay, huyết mạch ký ức nói cho ta biết nha. Huyết mạch trong trí nhớ nói, đến ta cái tuổi này, liền nên tìm người đánh nhau sinh bảo bảo, đem chân long huyết mạch phát dương quan đại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ánh mắt tập trung tại nữ hoa trên thân, một mặt phức tạp. Đến ngươi cái tuổi này, chân long những lão tổ kia, tại huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, đều thả thứ gì loạn thất bát tao đó a. À. Giang Huyền nhìn xem nữ hoa, trên mặt mang tí ti ưu thương, trầm giọng giáo dục đạo. Huyết mạch truyền thừa ký ức, cũng không hoàn toàn là chính xác, ngươi còn nhỏ, không cần để ý tới những cái kia. A, à, nữ hoa cái hiểu cái không gật gật đầu. Giang Trường Thọ lại nhìn xem nữ hoa, hoặc là nghĩ tới điều gì, đôi mắt thâm thúy mấy phần, như có điều suy nghĩ ngươi đến tột cùng tiết lộ mấy tầng huyết mạch phong ấn nữ hoa quay đầu mắt nhìn giang trường thọ cười hắc hắc không nói cho ngươi